chương 1279, khai trương trước tin giữ hai. Vi Kiệt cười khổ, nhưng mà hiện tại ta đã nghe được một ít tiếng gió. Dường như cực kỳ bất lợi với Thái Uyên các chúng ta. Chân huynh, việc này kỳ thực không trách huynh, lại nói, cũng là vì tình cảnh của visa chúng ta những năm này. Giang Trần khoát tay nói, hiện tại không cần phải nói những lời ủ rũ như vậy. Đương nhiên Giang Trần biết rõ, người ta làm như vậy không phải là cố ý gây khó dễ với chân đàn vương hắn. Trong mắt những thế gia, đại phiệt kia, Chân đan vương hắn còn không tính là đại nhân vật gì, người ta chưa hẳn đã đặt hắn vào trong mắt. Đồng gia làm như vậy chủ yếu là nhằm vào visa, mà người bày mưu đặt kế ở sau lưng nhất định là Vương Đình đại phiệt. Đồng gia là thế lực tâm phúc của Vương Đình đại phiệt, là cánh tay đắc lực của Vương Đình đại phiệt. Thoạt nhìn là đồng gia anh dũng, tê hế, nhưng kỳ thực sau lưng chưa hẳn đã không có bóng dáng của Vương Đình đại phiệt điều khiển. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vi Kiệt cũng có chút hoang mang, lo sợ. Hiện tại chuyện hắn lo lắng nhất chính là cơ hồ tất cả những người nhận được thiệp mời, đại đa số đều chạy qua phía đối diện, khiến cho Thái Uyên các quạnh quẽ, bởi vì như vậy mặt mũi của visa hắn sẽ mất hết. Chuyện này đối với Thái Uyên các vừa mới khai trương mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn nhất. Giang Trần cũng bị người Vương Đình đại phiệt làm cho tức giận, hắn cười lạnh nói, làm sao bây giờ sao? Chuyện gì cũng không cần làm. Vừa vặn mượn chuyện hôm nay nhìn xem người nào có thể tín nhiệm, người nào là cò đầu tường mà người nào lại là người không thể kết giao. Vi Kiệt cười khổ nói, như thế việc ngày hôm nay chính là một cơ hội thử vàng tốt hay sao? Trong khi hai người nói chuyện, gia chủ Vi Thiên Tiếu của Vi Gia cũng chạy tới. Biểu hiện trên mặt Vi Thiên Tiếu chấn định, chỉ là dường như cũng cố giả bộ tươi cười. Chờ khi hắn đi tới chỗ Giang Trần và Vi Kiệt, biểu lộ của Vi Thiên Tiếu thoáng cái trở nên ngưng trọng vô cùng. Chân Đan Vương, vừa rồi ta nhận được tin tức vô cùng xác thực. Cửa hàng đan dược ở phía đối diện trên danh nghĩa là của đồng gia, trên thực tế là do Vương Đình Đại Phiệt nắm giữ, đồng gia bất quá chỉ là đầy tớ mà thôi. Mấu chốt nhất chính là hôm nay bọn họ sẽ xuất ra một loại đan dược làm cho mọi người rung động. Cái gì? Giang Trần nhướng mày, trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt. Vạn Thọ Đan. Vi Thiên Tiếu nói tới chuyện này nhịn không được mà nhìn Giang Trần. Trong vi gia, chỉ có phụ tử Vi Thiên Tiếu hắn biết rõ lai lịch Giang Trần, tự nhiên cũng biết rõ lai lịch của Vạn Thọ Đan. Vạn Thọ Đan này là từ Đan Kiền Cung truyền ra hôm nay lại thành đồ vật của vương đình đại việt chuyện này khiến cho phụ tử vi gia cũng cảm thấy bất bình thay cho giang trần chỉ là giang trần cũng không biểu lộ quá giật mình ngược lại vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái liếc mắt nhìn vi kiệt vi kiệt thở dài một tiếng quả nhiên là thế xem ra chuyện xấu nhất cuối cùng cũng xảy ra trước đó giang trần đã hoài nghi bất diệt thiên đô cấu kết với vương đình đại việt hiện tại xem ra tất cả mọi chuyện quả nhiên đã phát triển theo chiều hướng xấu nhất vương đình đại việt có được vạn thọ đan đây tuyệt đối là thứ khiến cho bọn chúng như hổ thêm cánh. Là thứ trợ giúp cực lớn cho việc lật đổ bàn long đại phiệt của bọn chúng. Một khi vạn thọ đan chiếm cứ thị trường trong lưu ly vương thành, tiền lời mang tới sẽ là một con số thiên văn. Trong lòng giang trần tràn ngập lửa dợ, loại chuyện này đối với hắn mà nói, vô luận thế nào hắn cũng không chấp nhận nổi. Diệt tông môn ta, đoạt đan phương của ta, hôm nay còn muốn đứng trước cửa nhà ta diễu võ dương oai sao? Coi như Giang Trần là tượng Bồ Tát, cũng có vài phần tức giận, chén nước đắng này bảo làm sao hắn nuốt xuống được cơ chứ. Vương đình đại phiệt, các ngươi đã thành công chọc giận Giang mỗ. Giang Trần giận quá hóa cười. Nhìn phụ tử vi ra, Giang Trần thản nhiên nói, nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng ngăn. Chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình, chuyện khác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Trần nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại giận dữ không thôi. Âm thầm nghĩ kế sách phản kích lại. Ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến từng đợt thanh âm ầm ý, sau đó có không ít người đang lớn tiếng cái lộn đi ra xem. Sắc mặt Giang Trần trầm uống, dẫn đầu đi ra ngoài. Phụ tử Vi Gia cũng một bụng tức giận, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ngoài cửa, người Thái Uyên các bên này đang rằng co với đám người của cửa hàng phía đối diện. Bên Thái Uyên các, người đại thánh giả do Giang Trần chọn ra từ đám nô lệ, ai cũng không phải là đèn cạn dầu, cả đám sắn tay áo mắng to đám người ở phía đối diện. Đám người bên kia cũng không cam lòng yếu thế, đội ngũ so với bên này còn nhiều hơn một ít, nước miếng cũng văng tung tóe, các loại từ ngũ thô tục không đếm xuể. Loại tình hình này giống như hai người đàn bà tranh chua đụng phải nhau trên đường, chửi bới không dứt ra được. Các loại từ ngữ ô uế, thô tục văng lên liên tục, càng mắng càng không dứt. Người biết rõ, biết rõ bọn họ đều là cường giả thánh cảnh, người không biết còn tưởng rằng song phương đều là một đám người buôn bán nhỏ chửi bới nhau. Nhìn thấy Giang Trần và người Vi Gia đi tới, khí thế của người Thái Uyên các bên này càng tăng thêm, tiếng mắng lại càng to hơn. Vi thất hạ của Vi gia bên này cũng sắn tay áo, định tiến lên mở miệng mắng tiếp, chỉ là lại bị Vi Kiệt kéo lại, "Thất hạ, xảy ra chuyện gì vậy?" Vi thất hạ thở phì phò nói, "Thiếu ra xem xem, đồng gia này thực sự là khinh người quá đáng, đối diện với Thái Uyên các chúng ta là Thái Uyên lâu, nói rõ là cố ý để cho chúng ta khó chịu nổi a." À, Vi Kiệt nghe vậy chấn động nhìn về phía đối diện, quả nhiên, đối diện vừa mới phủ lên một cái bảng hiệu có khắc ba chữ lớn Thái Uyên lâu. Lần này Giang Trần Triệt để giận dữ. Ba chữ Thái Uyên Các này là Giang Trần lấy tục danh của phụ thân thiên đế kiếp trước, có địa vị thần thánh trong lòng hắn. Nào biết được cửa hàng đồng gia này lại dùng danh tự như vậy, hơn nữa hiển nhiên còn cố ý mở ở phía đối diện, rõ ràng là muốn gây khó dễ, chống đối. Trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra sát ý nồng đậm, nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu kia, trong lòng tức giận ngập trời, đồng gia. Vương đình đại phiệt, bằng vào các ngươi cũng xứng dùng hai chữ Thái Uyên. Khinh nhờn thiên đế, khinh nhờn thần minh, Giang Trần ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là trời phạt. Trong lòng Giang Trần vốn đã giận dữ, giờ phút này cảm xúc giận dữ trong lòng dâng tới tột đỉnh. Trong lòng hắn hiện tại đã tuyên bố tử hình cho cửa hàng đan dược của Vương Đình Đại Phiệt. Cho dù không tiếc cái giá lớn là bạo lộ bản thân, dù trở thành cái đích ngắm cho mọi người trong lưu ly vương thành, Giang Trần cũng sẽ không tiếc. Chương 1280, Phụ tử vi Gia nghẹn khuất. Phụ thân, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đều là một điểm mấu chốt bất khả xâm phạm trong lòng Giang Trần. Tuyệt không cho bất kỳ ai mạo phạm. Ai vượt qua điểm mấu chốt này thì kẻ đó nhất định phải chết." Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía đối diện, bên trong cửa hàng đối diện có mấy gia hỏa áo mũ chỉnh tề, đang từ tốn từ bên trong đi ra. Phụ tử đồng gia ở giữa, hai bên là mấy tộc lão có uy vọng trong đồng gia. Mấy gia hỏa này đều có vẻ mặt hung hăng càn quấy, vênh vó tự đắc. Bất kể là ánh mắt hay là bước chân, đều tràn ngập ý tứ khiêu khích nồng đậm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? một gã tộc lão đồng gia cố ý quát lớn đám thủ hạ bên dưới nói đừng quên thân phận của mình cùng một đám chó mèo cãi nhau không phải là làm mất thể diện của thái uyên lâu chúng ta hay sao tên này chỉ cây dâu mắng cây hòe hiển nhiên là muốn châm chọc phụ tử visa và thái uyên các này về phần giang trần bọn họ bỏ qua hoàn toàn không để ý tới hiển nhiên trong mắt của bọn họ một đan vương đột nhiên xuất hiện trong visa còn chưa lọt được vào trong mắt bọn họ quả nhiên tiếng quát của tộc lão đồng gia này khiến cho người đồng gia bên kia đều dương dương đắc ý thu tiếng mắng lại bộ dáng khinh thường đấu mồm mép với các ngươi nghiễm nhiên biểu lộ tư thái của người thắng đứng ở sau lưng chủ tử vi thiên tiếu cố nén giận dữ nhìn chằm chằm vào gia chủ đồng gia nói lão đồng ngươi làm vậy là có ý gì chúng ta gọi là thái uyên các các ngươi lại gọi là thái uyên lâu cố ý chặn đường làm ăn của người khác đúng không đồng gia chủ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn qua vi thiên tiếu đĩnh đạc nói, vi thiên tiếu, ngươi định làm ác nhân cáo trạng trước sao? Thái Uyên Lâu là danh tự mà chúng ta định ra từ trước. Lão đồng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại định vu cáo ta trước hay sao? Lời này vừa mới nói ra, người vi ra bên này đều giận tím mặt. Đồng gia này thực là không biết xấu hổ a, à? loại lời ngang nhiên điên đảo trắng đen này cũng dám nói ra, lại nói có khi khái hào hùng như vậy. Vi thiên tiếu giận quá hóa cười, đồng tiên uy, tốt xấu gì, ngươi cũng là gia chủ thế gia cửu cấp, định không cần mặt mũi nữa hay sao vài ngày trước visa ta đã phát thiệp mời thái uyên các khai trương trong lưu ly vương thành mọi người đều biết chuyện này đồng ra các ngươi đêm qua mới phát thiệp mời cố ý chọn khai trương cùng ngày với chúng ta cố ý chọn cửa hàng ở đối diện danh tự còn cố ý lấy cái tên giống đồng ra ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngưỡng mộ với visa chúng ta vậy đồng tiên uy cười ha hả ngưỡng mộ visa các ngươi vì thiên tiếu sao ngươi không tự mình soi mặt vào trong nước tiểu mà tự coi xem vì ngươi ở phương diện đan dược được mọi người trong lưu ly, vương thành công nhận là củi mục. Đồng gia ta còn cần ngưỡng mộ visa các ngươi sao? Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất ngu sao? Thiếu chủ đồng côn của đồng gia bên cạnh cười lạnh nói, phụ thân, nói với gia tộc suy tàn này làm gì? Cho dù bọn chúng bắt trước đồng gia chúng ta, không có thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đồng gia chúng táp hát tài. Chúng ta không ngại ngồi xem cuộc vui, nhìn xem cái gọi là Thái Uyên các này liệu có thể kiên trì được vài ngày. Ha ha, quả nhiên là con trai ta. Đồng gia chúng ta đại nhân đại lượng. Không so đo với đám củi mục này. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, thời gian cũng sắp tới rồi. Khách quý khắp nơi đều sắp tới đây, nhiệm vụ tiếp đãi. Hôm nay rất nặng, mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng. Đồng tiên uy như cười như không nhìn về phía visa. Quả nhiên đã có không ít khách mời lục tục đi tới. Những khách mời này, từ xa đã nhìn thấy đồng gia và visa không ngờ lại công khai mắng nhau, trên đường trong lúc nhất thời cũng không muốn tới gần, nhưng mà người đồng gia mắt tinh nhanh chóng tiến lên nghênh đón, nhưng khách mời này cũng không biết làm sao, có chút trột dạ, cũng không dám nhìn về phía Vi gia, cúi đầu đi tới phía Thái Uyên lâu. Phụ tử đồng gia đứng ở cửa vào, vẻ mặt hưng phấn, nghênh đón khách bốn phía. Những khách nhân này trên cơ bản đều nhận thiệp mời của hai nhà, thế nhưng đa số khách đều lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu của đồng gia, có một ít người trung lập, nhìn mọi người đều đi về phía Thái Uyên lâu theo tâm lý mù quáng của đại đa số người, cũng đi theo những người trước vào Thái Uyên lâu. Kể từ đó tạo thành một bức tranh tương phản vô cùng rõ nét. Thái Uyên các của visa bên này trước cửa có thể nói là răng lưới bắt chim. Trừ một ít gia tộc có quan hệ đặc biệt thân thiết với visa ra. Trên cơ bản khách đều lựa chọn Thái Uyên lâu của đồng gia. Tính toán theo tỷ lệ, 10 thành thì có 9 thành lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu của đồng gia. Chỉ có một thành lựa chọn tiến vào Thái Uyên các. Cảnh này quả thực cực kỳ khó chịu phụ tử vi gia không thể không đứng ở cửa để tiếp khách. Rõ ràng trong lòng nhỏ máu, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại giả vờ vô cùng nhiệt tình, khách khí, cố gắng nở nụ cười. Như vậy hai cửa hàng đan dược đối diện tạo thành sự đối lập vô cùng rõ nét. Một bên đông như chảy hội, người tới người đi. Một bên trước cửa có thể nói là răng lưới bắt chim, xa ít ngựa hiếm. Phụ tử đồng ra một mặt tiếp khách, ngẫu nhiên còn quăng ánh mắt khiêu khích về phía phụ tử vi gia, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, ngay lúc này đám người đầu phố bạo động, mọi người nhìn lại, thì thấy thiếu chủ Vương Đình Đại Phiệt xuất lĩnh một đám người nòng cốt trong Vương Đình Đại Phiệt đi tới, đệ tử Đại Phiệt đi tới, vô cùng phô trương, phụ tử đồng gia vội vàng ra nghênh đón, thiếu phiệt chủ tự mình quang lâm quả thực là vẻ vang cho Thái Uyên lâu chúng ta, đồng tiên uy tiến lên vỗ mông ngựa chỉ là cũng không hàm hồ một chút nào, Vương ca, Thái Uyên lâu vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người rất nể tình, đây chính là phúc của Vương Đình Đại Phiệt a thiếu chủ đồng côn của đồng gia càng thêm định nọt. Thiếu chủ vương đằng của vương đình đại phiệt, Giang Trần cũng không xa lạ gì. Đây đã là lần thứ ba Giang Trần nhìn thấy thiếu chủ vương đình đại phiệt này. Vương đằng này đứng ở cửa Thái Uyên lâu một lát, vẻ mặt vui vẻ, lạnh nhạt gật đầu nói, đúng vậy, bố trí không tồi. Thái Uyên lâu muốn làm lớn, muốn làm tới thế lực cấp bậc cự đầu đan đạo phải có mở đầu thật tốt. Nói xong giống như hắn chợt phát hiện ra phụ tử vi ra ở phía đối diện, hắn lạnh nhạt nhìn biển hiệu Thái Uyên các, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc vô cùng giả dối, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ồ, là như thế này, Thái Uyên Lâu chúng ta khai trương, có khả năng khiến cho người ta đỏ mắt. Có một ít thế gia củi mục học phong cách chúng ta, cũng đòi mở một Thái Uyên các gì gì đó. Quả thực khiến cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Đã khiến cho thiếu phiệt chủ cười rồi. Đồng tiên uy nhanh chóng giải thích. Trương 1281, Giang Trần nổi giận một. Đồng Côn cũng nói, Vương ca, yên tâm đi, loại cửa hàng như vậy nhất định không tồn tại được lâu. Coi như là Thái Uyên, lâu chúng ta khai trương để cho mọi người xem một hồi hài kịch miễn phí. Mọi người đều cùng vui, cũng không tệ a. À. Mời đoàn kịch tới cũng phải trả tiền nha. Vương đằng ra vẻ lạnh nhạt gật đầu nói, loại người này nên tránh tiếp xúc thì tốt hơn. Phụ tử này có chút quy ưn nê mắt, hẳn là nhân vật có uy vọng trong lưu ly vương thành. Tại sao lại làm ra chuyện mất mặt như vậy? Cha một chút, đó là thế lực dưới chứng đại phiệt nào? Lời này không nặng không nhẹ, thế nhưng lại để cho toàn bộ Visa nghe thấy. Phụ tử Visa nghe vậy tức như muốn bạo phát. Vương Đình đại phiệt này quả thực không biết xấu hổ, tiểu tử Vương đằng này quá biết giả vờ. Cái gì gọi là quen mắt? Visa dù gì cũng là thế gia cửu cấp, Vương đằng hắn có thể không biết sao? Hơn nữa chuyện rõ ràng là Vương Đình đại phiệt hắn đứng sau thao túng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại giả bộ như không biết gì, giả vờ cho ai xem vậy? Rõ ràng bọn họ ăn theo Visa, cũng theo Thái Uyên Các cố ý đối nghịch. Kết quả lại nói là visa bên này học theo bọn họ. Cảnh này đừng nói là phụ tử visa, ngay cả Giang Trần cũng không nhịn được. Nhìn thấy vương đằng giả vờ ngư bức, phụ tử đồng gia dương dương đắc ý, trong lòng Giang Trần đã bắt đầu suy nghĩ tìm kế sách phản kích. Đồng côn nghe thấy vương đằng hỏi vậy, biết rõ thiếu phiệt chủ muốn châm chọc phụ tử visa, hắn cười hắc hắc, ngữ khí tranh chua nói, thiếu phiệt chủ, người không biết rồi, phụ tử ở đối diện cũng có địa vị không nhỏ. Lại nói, cũng là thế gia cửu cấp, là visa dưới chứng bản long đại Việt Visa, vương Đằng xứng sở, nói, visa không phải là gia tộc đỉnh cấp dưới chứng bản long đại phiệt sao? Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Ai biết được với bọn họ, có khả năng ở phương diện đan dược im ắng quá lâu, đã không còn mặt mũi của thế gia cửu cấp, muốn phát tài cho nên dẫn tới điên như vậy a? À. Đồng tiên uy cười ha hả nói, thiếu phiệt chủ, mời vào trong trước. Những chuyện nhỏ nhặt này nghe sẽ làm bẩn lỗ tai của người. Vương đằng cố ý thở dài một hơi, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đảo qua phụ tử vi định cất bước đi vào trong. Cố làm ra vẻ, chó đội lốt người. Giang Trần lạnh lùng cười, thản nhiên nói. Phụ tử vi không nói chuyện, tám câu của Giang Trần này vô cùng thanh thúy. Một khi nói ra, toàn trường đều có thể nghe thấy được, cực kỳ đột ngột. Vương đằng kia đang giả vờ ngư bức nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Đám người tiền hô hậu ủng của vương đình đại phiệt tức thì dừng chân, hùng hổ nhìn về phía vi bên này. Ai, vừa rồi là hồn đàn nào mới lên tiếng. Có gan thì đứng ra cho lão tử, người vương đình đại phiệt ở Lưu Ly Vương Thành là tồn tại đi ngang. Thế lực của bảy đại đế rất ít khi nhúng tay vào tục vụ, trên cơ bản đại phiệt chính là thế lực cường thế nhất Lưu Ly Vương Thành. Mà vương đình đại phiệt lại là tồn tại số một số hai trong đám đại phiệt. Trường hợp hiện tại ngay cả visa cũng không dám nói gì trước mặt vương đình đại phiệt. Cho nên tám chữ kia của Giang Trần Mắng vô cùng sắc bén, thống khoái, không thể nghi ngờ là nhen nhóm lửa cháy đối mặt với đám người có khí thế như sói như hổ này, Giang Trần cười nhạt một tiếng, chân bước lên một bước, mặt mũi vô cùng hỏa nhã, nói, chẳng lẽ là ta nói sai sao? Thái Uyên, các ta khai trương đã chuẩn bị chừng nửa tháng trước, đã đưa thiệp mời từ sớm, tên cũng đã nghĩ kỹ. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ học theo ai? Rốt cuộc là kẻ nào không biết xấu hổ? Đừng có mở cái miệng thối ra nói điêu mà không biết xấu hổ như vậy. Trong lòng tất cả mọi người ai mà không biết, các ngươi giống như con chó điên vậy, giả trang cái gì? Chó sói quẫy đuôi sao? Cần phải bị cắn ngược, bị dẫm lên chân mới cảm thấy thoải mái đúng không? Không ngư bức các ngươi sẽ chết đúng không? Trong lòng Giang Trần đã sớm một bụng lửa giận, lúc này đừng nói là thiếu chủ vương đình đại phiệt, coi như là bản thân phiệt chủ vương đình đại phiệt, hắn cũng không khách khí. Không hề nghi ngờ, những người này dùng hai chữ Thái Uyên đã chạm phải nghịch lân ở sâu trong lòng Giang Trần. Danh hào của phụ thân há có thể để cho đám đầu trộm đuôi cướp này làm vấy bẩn sau khi mắng xong, thân thể Giang Trần có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ khi tiến vào Lưu Ly Vương thành tới nay, hắn luôn ít xuất đầu, cho dù chịu một chút ủy khuất cũng cố gắng chịu đựng. Thế nhưng mà cho tới hôm nay hắn đã không thể nhịn được nữa. Vương Đình Đại Phiệt dùng vạn thọ đan diễu võ dương oai giống như một kẻ điên, thì cũng coi như thôi đi. Thế nhưng tên điên này lại mở một Thái Uyên lâu, mở ở ngay đối diện Thái Uyên các của hắn. Mọi người bằng vào bổn sự của mình mà cạnh tranh chưa hẳn Giang Trần sẽ phát tác thế nhưng mà tên điên này lại khi người quá đáng, lấy trộm tên, lấy trộm vạn thọ đan, còn muốn dẫm một cước lên trên đầu Giang Trần hắn. Chuyện này khiến cho lửa giận tích lũy trong lòng Giang Trần triệt để bạo phát. Có thể nhẫn chứ không thể nhục. Giang Trần mắng ra những lời này, toàn trường ngây ngốc một hồi lâu. Một lát sau phía đối diện mới vang lên từng tiếng mắng to. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này tới phiên ngươi nói chuyện sao? Không biết cao thấp. Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi, thiếu phiệt chủ thủ hạ đi diệt tiểu tử này thuận tiện giáo huấn cho người vi gia biết nên làm người thế nào giang trần lạnh lùng cười cười cũng âm thầm vận thế hôm nay cho dù vạch mặt hắn cũng không tiếc phật tranh giành nhau một nén nhang người tranh giành khí thế cơn tức này thực sự hắn nuốt không trôi đã không thể nhẫn thì cũng không cần nhị nữa ngay lúc đang dương cung bạt kiếm từ phía xa có tiếng hét lớn vang lên vương đằng tiểu tử ngươi gần đây xem ra rất thích đổi trắng thay đen a à. Sao nào, hôm nay lại có chủ ý gì? Thanh âm này chuyển tới khiến cho phụ tử vi lập tức đại hì. Cơ tam công tử, đây là thanh âm của cơ tam công tử. Phía xa xa, cơ tam công tử mang theo một lượng lớn nhân mã, khoảng chừng gấp 5-6 lần số người bên vương đằng. Những người kia không đơn giản là tùy tùng của cơ tam công tử, cũng có rất nhiều thế lực tâm phúc dưới chứng bàn long đại phiệt, đa số đều là nhân vật có uy vọng trong lưu ly vương thành. Cả đám đi theo sau lưng cơ tam công tử tới, nhìn thấy cơ tam công tử ra mặt, sắc mặt vương đằng trầm xuống. Cơ lão tam, nơi này dường như không có chuyện của ngươi a. À. Cơ tam công tử cười ha hả, ngươi đang nằm mơ sao? Vì ra là thế ra cửu cấp dưới chứng bản long đại phiệt chúng ta. Thái uyên các khai trương, cơ mỗ đặc biệt tới tọa trấn, là bởi vì muốn đề phòng một ít đạo trích tới gây sự. Quả nhiên đã bị ta đoán chúng. Trương 1282, Giang Trần nổi giận hai. Rốt cuộc cũng là đệ tử đệ nhất đại phiệt, cơ tam công tử này vừa mới mở miệng đã chiếm khí thế trực tiếp chụp mũ bọn đạo trích này cho vương đằng nếu nói so thủ đoạn quần là áo lượt cơ tam công tử cũng là tồn tại nổi danh trong lưu ly vương thành vương đằng quả thực rất khó chiếm thế thượng phong trước mặt cơ tam công tử cơ lão tam hôm nay là ngày thái uyên lâu khai trương vương mỗ khinh thường đấu mồm mép với ngươi vương đằng lạnh lùng cười cơ tam công tử cũng nghiêm túc cười nói thái uyên lâu chưa từng nghe qua chỉ nghe qua Thái Uyên các khai trương, Thái Uyên lâu là thứ đồ vật gì vậy? Vương Đằng, không phải tiểu tử ngươi đổi tính nét đó chứ? Không phải vương gia các ngươi thích làm một ít cho mèo này à? Các ngươi không thể có tiền đồ một chút sao? Quang Minh chính đại hơn một chút sao? Bằng vào loại đức hạnh này, con muốn thay thế bản long đại phiệt ta trở thành đệ nhất phiệt, trong lưu ly vương thành sao, cơ tam công tử hiển nhiên vô cùng mạnh miệng. Nói một phen khiến cho mỗi người có mặt ở nơi này chấn động trong lòng. Vương Đình đại phiệt và Bàn Long đại phiệt tranh đấu gay gắt, tất cả mọi người chỉ làm chứ không nói. Có rất ít người nói toạc việc này ra. Mà Cơ Tam công tử hôm nay lại có thái độ khác thường như vậy. Vương đằng cười lạnh nói, "Cơ lão tam, ngươi dường như đã quan tâm quá nhiều a. À. Chuyện trong nhà còn chưa xử lý tốt, còn muốn quản chuyện Vương Đình đại phiệt ta. Nhanh về chuẩn bị một chút đi, nói không chừng ngày nào đó nội bộ sẽ mâu thuẫn." Lời này hiển nhiên vạch trần vết sẹo của Bàn Long đại phiệt, ám chỉ Bàn Long đại phiệt hiện tại ăn bữa nay lo bữa mai sắp nội loạn, sắp xong đời. Chỉ cần phiệt chủ Bàn Long đại phiệt tán công, Bàn Long đại phiệt sẽ lâm vào trong nội loạn. Cơ Tam công tử vung vẩy chiếc quạt, cười nói, cho dù xảy ra hỏa hoạn, thì nhất định cũng kéo theo Vương Đình đại phiệt các ngươi đốt cùng một chỗ. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Lời này tương đương với uy hiếp trần trụi. Vương Đình đại phiệt ngươi ngưu bức sao? Nếu như thực sự có một ngày Bàn Long đại phiệt ta nội loạn, nói không chừng trước tiên phải kéo Vương Đình đại phiệt các ngươi cùng xuống hố lửa. Quả nhiên lời vừa nói ra, sắc mặt vương đằng hơi đổi, lời này hắn quả thực không dám tùy tiện tiếp lời. Loại chuyện này trên thần uyên đại lục cũng không phải chưa từng xảy ra qua. Có một ít cường giả cảm giác được thọ nguyên của mình đã sắp hết, trước khi chết sẽ rất điên cuồng. Trực tiếp giết tới thế lực đối địch với gia tộc mình, gặp người là giết. Trực tiếp đồng quy vu tận với người mạnh nhất ở trận doanh đối địch cũng từng có. Bởi vì như thế, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cuối cùng chỉ là đánh ngang. Tránh cho việc sau khi mình chết, Thế lực của mình bị thế lực đối phương chèn ép không ngừng đầu lên được. Loại biện pháp bi tráng này, theo quy tắc là không cho phép. Nhưng ai cũng không biết liệu có người sẽ làm như vậy hay không. Cờ lão tam. ngươi đừng chơi trò này với vương mỗ. Không dùng được đâu. Hôm nay là ngày Thái Uyên Lâu khai tưởng. Người nói Thái Uyên Lâu ăn theo Thái Uyên Cát. Chúng ta còn đang nói Thái Uyên Cát ăn theo Thái Uyên Lâu nha. Nói miệng không có bằng chứng. Nói một nghìn đạo một vạn. Còn phải thắng trên phương diện đan dược đi đã. Visa nếu như nhớ không nhầm mà nói, trên phương diện đan dược vẫn chỉ là tồn tại không đặt được lên mặt bàn nha. Vương Đằng nói xong, thành. Công chuyển lực chú ý về một hướng khác. Không phải ngươi ngư bức sao. Có bản lĩnh thì đấu đan dược ngay tại đây. Dùng mồm mép không phải là quân tử. Không thể không nói chiêu này vô cùng độc. Ai cũng biết, vi ở giới đan dược cơ hồ không có quyền lên tiếng gì. Mà đồng gia ở giới đan dược có địa vị không tồi. Nhất là Thái Uyên lâu lần này cao điệu khai trương, khách mời tới trên cơ bản đều tới cổ vũ cho Thái Uyên, lâu mà không lựa chọn Thái Uyên các. Đây là chứng cớ cho việc đồng gia Viễn Siêu vi gia trên phương diện đan dược, cũng là chứng cớ cho việc Vương Đình đại phiệt áp chế bàn Long đại phiệt. Cho nên Vương đằng mới có khí thế như vậy. Đồng Tiên Uy cũng kêu lên, thiếu phiệt chủ nói đúng, công đạo thị phi tự ở nhân tâm. Nhìn xem khách mời hôm nay 10 phần thì 9 phần đều tới Thái Uyên lâu chúng ta. Điều này đã nói lên tất cả. Không thể không nói quả thực việc này vô cùng bất lợi đối với Vi nhưng cũng có nguyên nhân của nó. Thứ nhất, vô số khách mời ngày hôm nay đều nghe nói Thái Uyên, lâu muốn công bố một loại đan dược có tính rung động. Tất cả mọi người đều muốn thấy trước. Thứ hai, mọi người đều biết sau lưng Thái Uyên lâu chính là Vương Đình Đại Phiệt. Mà Thái Uyên các chỉ là một cửa hàng visa khai trương mà thôi. Sau lưng không có bóng ránh của bàn long Đại Phiệt. Thứ ba, tình cảnh của visa ở Lưu Ly Vương thành ra sao? Bị bàn long Đại Phiệt thất sủng, Vương Đình Đại Phiệt vươn tay ra bọn họ lại không đầu nhập vào không có chỗ dựa, địa vị của Visa cũng rất vi diệu. Một bên là vương đình đại phiệt và đồng gia, một bên là Visa, nhân tâm luôn tìm chỗ lợi, tránh chỗ hại, tự nhiên đều lựa chọn Thái Uyên lâu. Bởi vì đây là sự thật không thể chối cãi. Cơ Tam công tử cũng biết, nguyên nhân tạo thành tình cảnh xấu hổ của Visa hiện tại kỳ thực bàn long đại phiệt hắn cũng có phần không nhỏ. Giang Trần liếc nhìn Vi Kiệt, Vi Kiệt lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, các tân khách chỉ là người bị bịt mắt Thái Uyên Lâu các ngươi luôn miệng nói đan dược lợi hại, nói chúng ta là quỷ mục, thế nhưng rốt cuộc không biết được các ngươi có thể lấy ra được loại đan dược gì. Cơ tam công tử nhìn thấy Vi Kiệt lên tiếng, cũng nhìn chằm chằm vào Vương Đằng, nói, đúng vậy, Vương Đằng, ngươi ba hoa lợi hại như vậy, làm sao ngươi có thể chứng minh được các ngươi không phải đang ba hoa, tự thổi phồng chính mình. Vương Đằng nghe xong nở nụ cười lạnh lẽo, nói, sao nào, Vi nho nhỏ qua thực lại muốn đấu đan dược với đồng gia hay sao? Giang Trần thản nhiên nói, đừng có kéo đồng ra gì đó vào. Quang Minh lỗi lạc một chút, cứ việc nói thẳng ra là vương đình đại phiệt các ngươi. Người nào mà không biết việc này là do vương đình đại phiệt các ngươi một tay đạo diễn ra. Đồng ra, đồng ra là thứ gì? Ngươi có dám chỉ tay lên trời thề, người đứng sau lưng không phải là vương đình đại phiệt các ngươi không? Cơ tam công tử cười lớn, đúng vậy, thực sự là nói chúng tim đen a. À. Vương đằng, vương đình đại phiệt các ngươi đều ưa thích giả vờ, giả thần giả quỷ, có thể nói là người qua đường cũng đều biết a. À. Giang Trần liên tục hai lần vạch mặt sự dối trá của Vương Đằng, chuyện này khiến cho Vương Đằng giận tím mặt. Dù thế nào hắn, cũng không thể nào tưởng tượng được chỉ là một tên đan sư của Visa, cũng dám hai lần liên tục mạo phạm sự uy nghiêm của Đại Phiệt như hắn. Chương 1283, đề nghị quyết đấu một. Từ lúc nào mà đan sư của một thế gia lại có lá gan lớn như vậy? Đan sư khách khanh bình thường cho dù là đan vương, chỉ tham dự vào chuyện đan đạo, tranh đấu giữa các thế gia quả thực rất ít khi nhúng tay vào, tất cả mọi người đều sẽ lui lại đường lùi cho mình. Vạn nhất gia tộc mà hắn hợp tác sụp đổ, thất bại, khi đó Đan Vương còn có thể quay đầu sang con đường khác. Đan Vương khách khanh dù sao cũng chỉ là khách khanh mà thôi, có rất ít người sẽ bỏ mạng theo với gia tộc cùng một chỗ. Mà tên Đan Sư không hiểu chuyện của vi gia này, thậm chí còn gây khó dễ cho bản thân hắn. Chuyện này khiến cho Vương đằng ngoài việc vẫn nộ ra cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm vào răng trần, lạnh lùng nói, đại phiệt đang nói chuyện với nhau, một đan sư nho nhỏ như ngươi còn không nghĩ tới thân phận của mình ngươi có tư cách gì mà xen vào nói xong ánh mắt vương đằng sắc bén vô cùng nhìn về phía phụ tử visa nói visa các ngươi tốt xấu gì cũng coi như là thế gia cử cấp lễ nghi căn bản nhất cũng không hiểu sao xem ra visa các ngươi không có ai dạy các ngươi nên làm người thế nào a à? cơ tam công tử nghe xong lập tức không vui nói vương đằng nói lời vô dụng làm gì visa là thế lực của bàn long đại việt ta Bọn họ làm người thế nào, đều có bản long đại phiệt ta nói. Vị chân đan vương này cơ mỗ gần đây rất bội phục, thi thoảng cũng nhiều lần thỉnh giáo chuyện đan dược với hắn, có lời nào mà không nói được cơ chứ? Vương gia các ngươi chẳng lẽ không thích giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ không phải độc thủ phía sau màn? Vương đằng, không phải cơ mỗ xem thường ngươi, ngươi còn không dám chỉ lên trời thề. Vương gia các ngươi vĩnh viễn không dám quan minh chính đại, thoải mái đứng ra chỗ sáng a, à, đây là phép khích tướng, tuy rằng không cao minh, thế nhưng lại chỉ thẳng vào vương đằng khiến cho vương đằng không có đường lui phải thừa nhận vương gia quả thực không đủ quang linh lỗi lạc không thể không thừa nhận hắn đang chột dạ dù sao thái uyên lâu này quả thực là sản nghiệp của vương gia đồng gia bất quá chỉ là trợ thủ mà thôi đứng ở phía trước hỗ trợ cho bọn họ vương đằng hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa vào đề tài này hắn lạnh lùng cười nói cơ lão tam nói nhiều hơn nữa cũng không thể nào che giấu việc các người bị chột dạ sinh ý đan dược mọi người đều chỉ chú ý tới đông nam á dược không phải tới nơi này xem các ngươi làm trò hề có bản lĩnh thì mang đan dược tuyệt phẩm ra cạnh tranh không có bổn sự thì nhìn thái uyên lâu phát tài bản thân các ngươi ăn không khí đi thôi cơ tam công tử cười lớn nói nói như vậy ngươi thừa nhận thái uyên lâu là của vương gia các ngươi đúng thế thì sao cơ lão tam không phải vương mỗ nói ngươi đường đường là đệ tử đại phiệt lại giống như một tên vô lại đầu đường xó chợ dây dưa những việc nhỏ không đáng kể này ta cảm thấy đáng thương thay ngươi a à. giang trần không đợi cơ tam công tử mở miệng lại nói tiếp hay cho một câu phải nhìn vào đan dược vương đại công tử ngươi đã tự tin như vậy hôm nay vừa vặn ở đây cũng có chư vị khách quý mọi người không ngại ở nơi này liều về đan dược nói miệng cũng không bằng có chứng cớ liều đan dược sao cơ tam công tử và phụ tử vi gia nghe vậy trong lòng sững sờ nhanh chóng nhìn qua phía giang trần giang trần tự tin gật gật đầu với bọn họ Thế cục phát triển tới một bước này, Giang Trần muốn ít xuất hiện cũng không được. Nếu như hôm nay để cho Thái Uyên lâu thành công khai trương, sau này Thái Uyên các của hắn nhất định sẽ bị người ta áp chế, lực cản sẽ vô cùng lớn. Nếu như đã vạch mặt, so với việc ngày sau bị đối phương đè đầu cưỡi cổ, còn không bằng hôm nay thả tay đánh cược một lần. Vương đằng nghe vậy liên tục cười lạnh, liều đan dược. Cờ lão tam, thủ hạ của ngươi có thể đại biểu cho ý tứ của ngươi sao? Vương đằng, ta không phải ngươi. Thái Uyên các này là sản nghiệp visa, ta không tiện làm chủ cho bọn họ. Vương đằng trào phúng nhìn qua phụ tử Vi vậy Vi các ngươi nói như thế nào đây? Vi Thiên Tiếu cũng biết tới một bước này, đã không còn đường lui. Nếu như hôm nay lùi một bước, Thái Uyên Các sẽ vĩnh viễn không có lúc nào để chờ mình. Liều thì liều. Vi Kiệt mở miệng trước tiên, chẳng lẽ Thái Uyên Các chúng ta còn sợ đám ăn theo như các ngươi sao? Vương đằng cười lạnh, vỗ vỗ tay, quay đầu nói với đồng tiên uy, đồng gia chủ, đi mời khách bên trong ra hết đây chúng ta ở trên phố thần nông này mời mọi người làm chủ. Để nhìn xem giữa Thái Uyên Lâu và Thái Uyên Cát, rốt cuộc ai có thực lực, hàng thật giá thật. Không phải Vương Đằng có tự tin mù quáng, mà là hắn có thứ để cho rằng như vậy. Hôm nay Thái Uyên Lâu này khai trương, không đơn thuần là có vạn thọ đan với tư cách là bảo vật chấn điếm. Còn có vài loại đan dược khác, đều là tinh hoa đan dược mà mấy năm gần đây nghiên cứu mới phát minh ra. Chuẩn bị mượn danh tiếng của vạn thọ đan đẩy ra cùng một chỗ, thuận thế đánh vào thị trường đan dược, khiến cho danh khí của Thái Uyên lâu tăng cao. Lần này làm như vậy không phải là Vương Đằng nghĩ ra, mà là từ trên xuống dưới trong vương đằng trải qua suy diễn nghiêm túc, trải qua cân nhắc kỹ lưỡng mới có hành động lần này. Cho nên vương đằng vô cùng nắm chắc, nhất là vạn thọ đan, loại đan dược cơ hồ phá vỡ trật tự của giới đan dược này, một khi mở rộng ra tất sẽ khiến cho mọi người điên cuồng. Đồng Tiên Uy tự nhiên biết rõ lực lượng của Vương Đình đại phiệt, thấy vi gia không biết sống chết như vậy, không ngờ lại muốn đấu đan dược với vương đình đại phiện, trong lòng âm thầm cười la di hát. Tốt, ta đi mời. Đồng tiên uy cười lạnh, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngây ngốc nhìn qua visa. Trong lòng thầm nghĩ, visa các ngươi muốn tự mình mất mặt, không trách được ngư ở khác. Hiện tại cho các ngươi đắc ý, một lát nữa visa các ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Còn có cơ tam công tử, muốn đi theo chịu xấu hổ. Đợi lát nữa ngay cả mặt mũi của cơ tam công tử ngươi cũng mất. Nghe nói Thái Uyên lâu và Thái Uyên các muốn công khai đánh cuộc đan dược trên đường phố, các tân khách đều vô cùng hứng thú, nhao nhao từ trong Thái Uyên lâu đi ra. Giang Trần nháy mắt với Vi Kiệt, Vi Kiệt hiểu ý, cũng đi vào kêu khách mời từ trong Thái Uyên các đi ra. Trong lúc nhất thời trên đường cái tràn ngập người, từ trong ra ngoài chỉ ít có 2 ba ngàn người. Hơn nữa người nghe tin tức chạy tới xem náo nhiệt cũng ngày càng nhiều. Tuy rằng không được mời, thế nhưng cũng đều không mời mà tới, hiển nhiên, đồng gia và vi gia đấu với nhau đã đủ hấp dẫn. Mà sau lưng còn đại biểu cho bàn long đại phiệt và vương đình đại phiệt, càng thêm kịch tính. Trong hai thế lực này tất sẽ có một nhà phải ngã xuống. Mặc kệ là nhà nào ngã xuống, đều dẫn tới biến hóa của thế cục. Trường 1284, đề nghị quyết đấu 2. Rốt cuộc là bàn long đại phiệt áp chế vương đình đại phiệt hay là vương đình đại phiệt trở mình, áp chế lại bàn long đại phiệt, loại va chạm cao cấp nhất lưu ly. Vương thành này có thể nói là vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không bao lâu, phụ cận hai cửa hàng này cũng đã chật ních hơn vạn người. Cũng may đường trên phố Thần Nông này vô cùng rộng rãi, thế nhưng dù vậy vẫn chen chúc nhau, dòng người tấp nập, cơ hồ đổ nước cũng khó lọt. Trong lòng Cơ Tam công tử kỳ thực cũng biết nếu như việc này náo loạn lớn, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi với Bàn Long đại phiệt. Nếu như hôm nay Thái Uyên lâu này chiếm thế thượng phong, Bàn Long đại phiệt hắn sẽ bị mất mặt theo. Thế nhưng mà nhìn khuôn mặt tự tin lạnh nhạt của Giang Trần, trong lòng cơ tam công tử lại có chút tin tưởng. Vốn trong lòng còn có chút băn khoăn lúc này cũng dứt khoát bị hắn ném bỏ. Việc đã tới nước này, cũng không cần phải do dự cái gì. Hiện tại rời đi chẳng khác nào là sợ hãi. Hơn nữa cục diện của bàn long đại phiệt đã như vậy, cho dù thua cũng chỉ bết bát hơn một chút, thì thế nào cơ chứ? Mấu chốt nhất chính là cơ tam công tử đối với Giang Trần vô cũng tin tưởng. Lần trao đổi ở Nhàn Vân, tiểu trúc kia khiến cho cơ tam công tử triệt để nhớ kỹ chân đan vương, của visa này. Nhất là tin tức Tùng Hạc Đan khiến cho cơ tam công tử phải lo mắt, mà nhìn Giang Trần. Hắn cảm giác, cảm thấy chân đan vương này sẽ mang tới kinh hỉ cho hắn. Vương Đằng, ngươi định đấu thế nào, cơ tam công tử đã quyết định cho nên, cũng không tiếc đứng ra làm chỗ dựa của Thái Uyên Các. Ngươi muốn đấu thế nào? Vương Đằng cười lạnh, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Ánh mắt hắn quét qua, đảo qua đệ tử của những thế lực đại phiệt. Nói miệng không bằng bằng chứng, nếu như muốn đấu cũng phải tìm ra người là trọng tài. Cơ Mỗ đề nghị chúng ta nên chọn ra mấy trọng tài. Tốt lắm, tránh cho đến lúc đó ngươi thua lại không chấp nhận. Vương Đằng đương nhiên sẽ không phản đối. Lực hiệu triệu của hai đại phiệt đệ nhất Lưu Ly Vương Thành đương nhiên cực mạnh. Rất nhanh đã đề cử ra 9 trọng tài. 9 trọng tài này đều là đan vương cao giai, kém nhất cũng là đan vương thất cấp, cấp độ cao nhất thậm chí còn có đan vương cửu cấp. Còn kém một bước là có thể đạt tới đan đế. Những trọng tài này ở giới đan dược đều có tiếng tăm cực lớn, cũng không cần lo lắng tới vấn đề bất công. Đan đạo có quy tắc của đan đạo, ở phương diện này đám người đan vương này vẫn có một chút hành vi đúng với chức nghiệp của mình. Tuyệt đối sẽ không bởi vì có quan hệ thân thích mà thiên về một bên nào đó. Đương nhiên, nhân tố quan hệ thân thích nhất định cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng mà chính đan vương này trên cơ bản đều có quan hệ không tính là mật thiết với hai nhà. Từ đó cũng không cần lo lắng tới tới vấn đề thiên vị tới nhà nào. Mấu chốt nhất chính là, loại đan đấu này tất cả mọi người đều là người sáng suốt, có thiên vị hay không kỳ thực rất dễ nhìn ra. Nếu như quả thực có một đan vương công khai thiên vị, dưới ánh mắt của mấy vạn người, tất sẽ tạo thành làn sóng công phẫn cực lớn. Đây cũng là chuyện làm ảnh hưởng tới danh dự. Chư vị đan vương, nếu như đã đấu, quy tắc không thể do chúng ta định đoạt. Mời chín vị đan vương đại nhân tốn thêm tâm tư, định ra quy tắc của lần đan đấu này a. À. Cơ Tam công tử đề nghị, Vương Đằng cũng không chịu kém, gật đầu nói, "Chư vị, đều là thái đầu của giới đan dược, vương đỉnh đại phiệt chúng ta tuyệt đối tin phục. Làm phiền chư vị vất vả một chút." Người đang xem cuộc chiến bốn phía cũng nhao nhao nói, "Đúng vậy, chín vị đan vương đều là đại nhân vật. Tất cả mọi người đều tin tưởng, quy tắc nên do chín vị đại nhân định đoạt. Đan vương đại nhân, không nên phụ kỳ vọng của mọi người." Đồng gia và Visa lúc này cũng không cần phải lên tiếng. Chuyện phát triển tới bước này đã không đơn thuần là tranh đấu giữa hai nhà bọn họ, còn là một lần giao phong của Bàn Long đại phiệt và Vương Đình đại phiệt. Tuy rằng lần giao phong này không đến mức ảnh hưởng tới thế cục cuối cùng, thế nhưng hoặc ít hoặc nhiều lần giao phong này cũng có thể đại biểu cho thế cục tương lai. Ai cũng không thua nổi, ai cũng không muốn thua. Nhìn bộ dáng như đã tính trước của Vương đằng kia, hơn phân nửa người ở đây đều cảm thấy Vương Đình đại phiệt có chuẩn bị, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao chỉ cần nhìn từ đội hình và sự phô trương, Thái Uyên Các của Visa so với Thái Uyên, lâu mà Vương Đình Đại Phiệt thao túng kém hơn không chỉ một cấp độ. Nhìn về phía Thái Uyên lâu, đan vương có vài người, một đan vương cao minh nhất cũng là đan vương đẳng cấp cao dai. Hai người khác là đan vương trung dai, một đan vương lục cấp, một đan vương ngũ cấp. Còn có mấy đan vương sơ dai, nhìn thế nào cũng giống như là trợ thủ. Đan vương sơ dai chỉ có thể là trợ thủ, bởi vậy có thể thấy được Thái Uyên lâu này dùng người xa xỉ tới mức nào. Nhìn về phía Thái Uyên các này, khoáng cái đã trở nên nghèo nàn hơn rất nhiều. Trong mắt mọi người, Giang Trần căn bản không có một tí ti nào giống với một đan vương. Loại tương phản vô cùng rõ nét này khiến cho mọi người lúc dự đoán thắng bại, không hề ngoài ý muốn đều nghiêng về một bên. Lại liên hệ với tình cảnh của Visa những năm qua, cùng với việc những năm này vương đình đại phiệt điên cuồng khoách trương. Căn bản không cần cẩn thận so sánh, cho dù là tiểu hài tử 2-3 tuổi, cũng biết cán cân thắng bại sẽ nghiêng về phía bên nào. Một ít người trầm ổn lúc này cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy cơ tam công tử lần này quá lỗ mãng. Cơ tam công tử gần đây phong độ nhẹ nhàng, rốt cuộc lần này cũng rơi vào trong cạm bẫy của vương đình đại phiệt. Không thể tưởng tượng được bàn long đại phiệt ngồi ở vị trí đệ nhất đại phiệt trong lưu ly, vương thành đã được 200 năm, lần này cuối cùng vẫn phải nhường bảo tọa đệ nhất đại phiệt A. ai, đáng tiếc, phiệt chủ bàn long đại phiệt anh hùng tuổi xế chiều, quả thực khiến cho người ta thổn thức. Tủy ăng bàn long đại phiệt là đệ nhất phiệt, xưa này tuy rằng đều cường thế hơn một ít, Thế nhưng lại không tới mức hoành hành bá đạo. Nếu như thực sự để cho vương đình đại phiệt ngồi lên ngôi vị đệ nhất, chỉ sợ thế cục của Lưu Ly vương thành sau này sẽ không bằng trước kia. Một ít người đứng xem chung quanh lúc này không ngừng cân nhắc trong lòng. Trong lòng không ít người thật ra không muốn trật tự của Lưu Ly vương thành thay đổi. Nếu như loại trật tự này thay đổi, thường thường sẽ kéo theo chém giết, kéo theo trinh phạt, kéo theo tranh đấu, kéo theo máu tươi. Bàn Long đại phiệt với tư cách là đệ nhất phiệt từ trước tới nay đều giữ trật tự của Lưu Ly Vương thành không tệ. Ở trên bát vực, bất luận thế lực nào cũng không dám khiêu khích Lưu Ly Vương thành. Chương 1285, nếu đánh cuộc thì điên cuồng một chút. 200 năm qua thế cục trong Lưu Ly Vương thành ổn định, cũng không thể thoát khỏi công lao hiền hách của đệ nhất phiệt Bàn Long đại phiệt này. Nếu như đổi thành Vương Đình đại phiệt, trong lòng ít người đều không dám xác định. Dù sao từ phong cách của Vương Đình đại phiệt xem ra, Vương Đình đại phiệt không thể nghi ngờ vô cùng tham lam quá coi trọng lợi ích, thậm chí còn vô cùng bá đạo. Cho nên rất nhiều khách mời nhìn như lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu, thế nhưng trong lòng chưa hẳn đã khăng khăng nhất mực với Vương Đình Đại Phiệt thực sự. Trước đó bọn họ tiến vào Thái Uyên lâu là bởi vì lựa chọn giữa Vương Đình Đại Phiệt và Visa là xuất phát từ bản năng mà thôi. Nếu như lựa chọn theo bản tâm, chỉ ít có một nửa người ở đây không hy vọng bàn Long Đại Phiệt bị Vương Đình Đại Phiệt thay thế. Chín trọng tài tụ họp, không bao lâu sau liền thương nghị ra quy định đánh cuộc cơ tam công tử vương công tử phương án chúng ta đã có một gã đan vương cử cấp đầu tóc trắng xóa đi tới nói dục đan vương mời nói cơ tam công tử cùng với vương đằng ở trước mặt dục đan vương này cũng không dám làm ra vẻ đều vô cùng cung kính dục đan vương nói hôm nay nếu như đã là ngày hai cửa hàng khai trương đương nhiên sẽ có đan dược mới cửa ải thứ nhất là đánh cuộc đan dược mỗi một nhà xuất ra ba loại đan dược chín trọng tài chúng ta sẽ cùng nhau bình luận người được số phiếu cao hơn sẽ coi như thắng cửa ải này đề nghị này tất cả mọi người đều dự liệu tới nếu như là cửa hàng đan dược ngươi không đánh cuộc đan dược thì còn đánh cuộc cái gì nữa cửa này là át không thể thiếu có cửa ải thứ nhất đương nhiên phải có cửa ải thứ hai không biết cửa ải thứ hai này đánh cuộc cái gì vương đằng nhàn nhạt cười hỏi dục đan vương nói cửa hàng đan dược trừ đan dược hấp dẫn người bên ngoài ra nhân tài cũng rất quan trọng cho nên cửa thứ hai chúng ta cảm thấy là đan vương thi đấu nhân tài hùng hậu cũng là một biểu tượng cho thực lực của cửa hàng đan dược. Điểm này tin rằng mọi người cũng không phủ nhận chứ. Mỗi một cửa hàng đan dược đều có một ít cường giả tọa chấn. Cửa hàng lớn, tự nhiên sẽ có đan vương tọa chấn. Cho dù là không đặt lên được mặt bàn, hoặc ít hoặc nhiều cũng mời được đan dược sư tới chống đỡ thể diện. Nhân tài đây mới là thực lực của cửa hàng đan dược, ai cũng không thể phủ nhận. Một cửa hàng đan dược nếu như có một đan vương tọa chấn, như vậy nhân khí của cửa hàng đan dược này sẽ rất vượng thậm chí một đan vương, sẽ khiến cho cửa hàng đan dược càng có lực hấp dẫn hơn. Đan dược là thứ người luyện chế ra, cho dù khó luyện chế hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ là 3 năm, 5 năm khổ công mà thôi. Mà bồi dưỡng một đan vương, 3 năm mươi năm là rất ngắn, rất nhiều đan vương đẳng cấp cao, 3 tới 500 năm cũng không tính là khoa trương. Đan vương đọ sức với nhau, mọi người nghe thấy phương án này đều buồn cười. Nhất là bên Thái Uyên Lâu, thanh âm châm chọc, khiêu khích không ngừng truyền tới. Đan vương, thái uyên các của visa có đan vương sao cửa này đã làm khó thái uyên các rồi ha ha đan vương đấu nhau vậy thì visa phải có đan vương mới được nha nhìn các ngươi nói xem nói không chừng hiện tại người ta đã phái người đi mời đan vương của bàn long đại việt tới tọa chấn nha đan vương của bàn long đại việt có quan hệ với visa sao bên visa này ngoài dự đoán của mọi người lại vô cùng bình tĩnh thái uyên lâu bên này muốn khiến cho bọn họ khẩn trương bối rối thế nhưng trên mặt phụ tử vi ra căn bản lại không có một chút biểu hiện nào. Ngược lại, cơ tam công tử bỗng nhiên lạnh nhạt mở miệng, dục đan vương, thứ cho ta lắm miệng nói một câu. Thái Uyên Lâu này của bọn họ có một đống lớn đan vương, tất cả đều có lệnh bài thân phận của Thái Uyên Lâu sao? Nếu như không có, liệu có được tính là ăn gian, giúp Thái Uyên Lâu hay không? Nếu như là ăn gian, như vậy có phải cơ mỗ cũng có thể mời đan vương của bàn long đại phiệt ta hay không? Vấn đề này vô cùng hợp lý, Dục đan vương gật đầu, nhìn qua vương đằng nói, vương đằng công tử, những đan vương này đều có thể đại biểu cho thái viên lâu sao. Vương đằng thản nhiên nói, cửa ải này là chỉ định đội ngũ hay là cá nhân. Dục đan vương nhìn về phía visa, hiển nhiên muốn hỏi ý tứ visa. Vi thiên tiếu vội nói, đương nhiên chỉ định là tốt nhất, tránh cho có người ăn gian. Vương đằng nở nụ cười khinh thường, ăn gian. Visa nhà ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Đối phó với visa ngươi còn ăn gian. Quả thực là nực cười chết người. Vương Đằng quay người lại, nói với đám đan vương sau lưng, các ngươi ai nguyện ý xuất trận? Ta, thiếu phiệt chủ, phái ta đi. Tranh giành làm cái gì? Đương nhiên là ta rồi. Những đan vương này kẻ sau nối tiếp kẻ trước, chỉ có tên đan vương cấp cao kia chưa có mở miệng. Hiển nhiên với tư cách đan vương thất cấp, loại trường hợp này, hắn tự nhận thấy bằng vào thân phận của mình không nên xuất đầu lộ diện. Vương đằng đột nhiên suy nghĩ rồi nói, vì ra các ngươi có đan vương hay sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, Vương Đằng, dường như ánh mắt ngươi ngày càng kém à. Kẻ bất tài này chính là Đan Vương Khách Khanh của Visa, Đan Vương Tọa Trấn của Thái Uyên Các. Ngươi, Vương Đằng lạnh nhạt nhìn Giang Trần, sao hắn lại không biết Giang Trần cơ chứ? Hỏi như vậy chỉ là cố ý làm nhục Visa mà thôi. Trên thực tế lần trước Vi Thiên Thông và Dư Đan Sư thất thủ, khiến cho Vương Đằng đã chú ý tới Đan Vương của Visa. Vương Đằng lạnh nhạt dò xét Giang Trần một chúng, nhìn thấy Giang Trần này cũng không phải ba đầu sáu tay cũng không phải là thiên tài đan đạo thâm niên gì. Trong lúc nhất thời cũng không có tâm đề phòng gì. Hắn nói với tên đan vương lục cấp kia, Vinh đan vương, ngươi lên đi, giáo huấn tiểu tử này một chút, để cho hắn biết nên làm người thế nào. Vinh đan vương kia vui vẻ nói, được, thuộc hạ nhất định không có làm nhục sứ mạng. Sau khi song phương chọn lựa người, ánh mắt mọi người lần nữa trở lại trên người dục đan vương. Cửa ải thứ nhất là đánh cuộc đan dược, cửa thứ hai là đan vương thi đấu, vậy thì còn cửa thứ ba thì sao? dục đan vương gật gật đầu nói nếu như cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều thắng chia đều cho hai bên vậy tự nhiên phải có cửa thứ ba nếu như thắng lợi cả hai cửa ải trước vậy thì không cần tới cửa thứ ba nhưng mà cửa thứ ba ta cũng nói một chút là chín trọng tài chúng ta tự mình khảo hạch nội dung cụ thể khảo hạch cái gì đến lúc đó chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn ba cửa quy tắc trên cơ bản đã rõ ràng quy tắc các ngươi đều hiểu rõ rồi chứ dục đan vương hỏi phụ tử vi ra gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ quy tắc. Chương 1286, Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? Một, Vương Đằng nhếch miệng cười, quy tắc vô cùng trích xác, chính vị đan vương đều là thái đầu trong giới đan dược, chúng ta đều vô cùng yên tâm. Nhưng mà đã đánh bạc, dù sao cũng phải có chút ban thưởng. Thua thì sao? Mà thắng thì như thế nào? Đây mới là mấu chốt. Vương Đằng làm ra trận thế lớn như vậy, không đơn thuần là chơi đùa một chút. Vì để cho mọi người xem náo nhiệt, Mục đích cuối cùng của hắn là khiến cho Thái Uyên các còn chưa khai trương đã sụp đổ. Triệt để dẫm nát vi gia dưới chân, thuận tiện đánh vào mặt mũi của Bàn Long Đại phiệt. Người muốn thế nào? Cơ Tam Công Tử cười lạnh. Mọi người đều biết một núi không thể chứa hai hổ, huống chi hai cửa hàng, danh tự còn không sai biệt lắm. Ta đề nghị, người thắng ăn sạch. Vương Đằng cười nói. Ăn sạch là thế nào? Rất đơn giản, người thua đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh, dỡ biển hiệu xuống từ ngay về sau không được xuất hiện trong phạm vi 1.000m. Hiển nhiên Vương Đằng đã sớm nghĩ kỹ những điều kiện này. Đây cũng gọi là ăn sạch sao, không đợi cơ tam công tử mở miệng, Giang Trần lại cười nói trước. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là ăn sạch? Vương Đằng cười rộ lên. Muốn ăn sạch tự nhiên là cái gì cũng phải ăn. Kể cả quyền tài sản của cái cửa hàng này. Những lời này của Giang Trần đừng nói là khiến cho người xem há hốc mồm, mà còn khiến cho phụ tử Visa cũng nao nao. Đây không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ a. À nhìn thấy phụ tử vi gia quăng ánh mắt nghi vấn về phía hắn giang trần truyền âm vi chủ nếu như thua ta nguyện dùng đan phương vạn thọ đan bồi thường cho vi các người đan phương vạn thọ đan năm chữ này vừa mới nói ra trong lòng vi thiên tiếu lập tức ổn định lại mà những người khác có biểu lộ vô cùng đặc sắc nhất là người vây xem đều sửng sốt không thôi giờ phút này trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại hoài nghi vô cùng quỷ dị bọn họ hoài nghi tên đan vương khó hiểu của visa này có phải lại là một kẻ nằm vùng của vương đình đại phiệt phái tới, hay không, bằng không mà nói, tại sao lại vô du yên vô cớ tăng tiền đặt cửa không hợp thói thường như vậy. Phải biết rằng lần đánh cuộc này, mọi người đều biết thái uyên các của visa sẽ thua. Nếu như là lần đánh cuộc phải thua như vậy, đem quyền sở hữu cửa hàng đặt vào, đây không phải là đánh bạc quá lớn hay sao? Dù sao, một trong những vị trí tốt nhất trong phố thần nông, hơn nữa diện tích của cửa hàng visa rất lớn. Các mặt đều vô cùng ưu việt ngay cả vương đình đại phiệt cũng nhìn chằm chằm thật lâu hiện tại tên đan vương của visa này không phải đưa thịt tới miệng mèo sao đan vương của visa trước đó mọi người đều hoài nghi là nằm vùng của vương đình đại phiệt phái tới hiện tại nhìn thấy cục diện này người vây xem chung quanh tự nhiên liền nghĩ theo chiều hướng đó hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy dường như có chuyện này giang trần cũng không để ý tới đám người chung quanh đang nghĩ gì ánh mắt hắn sâu xa nhìn chằm chằm vào vương đằng không cho vương đằng bất kỳ cơ hội trốn tránh nào một đan sư vô danh tiểu tốt, một là thiếu phiệt chủ số một số hai trong lưu ly vương thành. Trong mắt người bình thường, cả hai căn bản vốn không cùng một cấp bậc. Thế nhưng mà đan vương khách khanh này của visa không ngờ lại nhìn thẳng vào đằng ra, không có bất kỳ chút khiếp đảm nào. Trong lúc đó, Giang Trần lại vỗ chán một cái, cười nói, thiếu chút nữa quên, cửa. Hàng đối diện này dường như không phải là sản nghiệp của vương đình đại phiệt A. Vương thiếu gia dường như không làm chủ được, coi như là vương thiếu gia không đánh bạc nổi, coi như ta chưa nói gì a." À. Giang Trần đột nhiên mở miệng nói tiếp khiến cho những người xem náo nhiệt chung quanh, trong lòng hung hăng có thắt một hồi. Sao lại như vậy? Nghe lời nói này, dường như đan vương khách khanh của visa quả thực khiêu chiến với vương đình đại phiệt, cũng không phải là nằm vùng. Phép khích tướng này không cao minh, thế nhưng không thể nghi ngờ lại giống thanh lợi kiếm, trực tiếp chỉ về phía vương đằng, khiến cho hắn không muốn tiếp chiêu cũng khó khăn. Hơn nữa, lưu ly vương thành to lớn, có mấy người dám nói một câu ngươi không đánh cuộc nổi với Vương Đình Đại Phiệt. Vương Đình Đại Phiệt là người không đánh cuộc nổi sao? Tuy rằng cửa hàng này không phải là tài sản của Vương Đình Đại Phiệt, thế nhưng mà Vương Đình Đại Phiệt vẫn có biện pháp. Tuy rằng Vương Đằng không ngừng tự nhủ mình phải tỉnh táo, nhưng mà vẫn bị thái độ của Giang Trần chọc giận, trong lòng tràn ngập lửa giận. Hắn lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào phụ tử Vi gia, "Vi Thiên Tiếu, khó trách Vi các ngươi luôn trong tình trạng thoi thóp, thì ra là gia giáo không nghiêm, từ khi nào một đan vương khách khanh cũng có thể làm chủ thay visa các ngươi. Vi thiên tiếu vốn có tính cách chẩn thận chu toàn. Mà giờ phút này hắn cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết đã không còn đường lui. Hơn nữa vương đình đại phiệt muốn mượn cơ hội này dẫm chết visa hắn. Đừng nói là giang trần giao ra vạn thọ đan cho bọn họ. Cho dù không có hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Trong lòng quyết định, hắn cười nhạt nói. Vương thiếu phiệt chủ, nếu như ngươi không đánh cuộc nổi thì có thể nói rõ. Visa chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Về phần chân đan vương, bổn gia chủ trước đó đã trao quyền cho hắn. Vì gia ta dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. Lại là một câu ngươi không đánh cuộc nổi. Lời này nếu như đổi lại là người bình thường thì có thể miễn cưỡng nhịn nhục, thế nhưng vương đằng là người có thân phận gì? Bị một thế gia cửu cấp nói không đánh cuộc nổi, mặt mũi để vào đâu? Vương đằng giận quá hóa cười, trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Tốt, 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 vì gia người có lòng, nếu như visa các ngươi có y chắp tay giao cửa hàng này cho vương mỗ tự nhiên vương mỗ sẽ vui lòng thu nhận vương đằng cho dù có chút đắn đo bất định với dụng ý của phụ tử visa dù sao cầm cửa hàng đánh cuộc chiêu này quả thực vượt quá dự kiến của vương đằng tiền đặt cược này đối với visa mà nói thật sự quá lớn trong mắt vương đằng visa hẳn là đang phô trương thanh thế muốn buộc vương đằng hắn lui một bước thế nhưng mà vương đằng hắn là hạng người thế nào làm sao có thể không tiếp nhận tiền đặt cuộc này cơ chứ giang trần lạnh lùng cười đừng có vội nói vui lòng nhận ai thắng ai thua còn chưa nói trước được a à, muốn đem cửa hàng làm tiền đặt cuộc vậy thì trước tiên vương đằng ngươi cũng phải nắm được quyền sở hữu thái uyên lâu a à, bằng không ngươi cầm thứ đồ vật của người khác đánh cuộc với chúng ta ngươi định giờ cho gì vậy khẩu khí này ngược lại còn giống như visa chắc chắc sẽ thắng vương đình đại phiệt vậy vương đằng nổi trận lôi đình ở lưu ly vương thành hắn còn chưa từng gặp khiêu khích hung hăng càn quấy như vậy cửa hàng thái uyên lâu này quả thực không phải là của vương đình đại phiệt hắn Chương 1287, Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? 2. Hơn nữa Vương Đình Đại Phiệt thông qua thủ đoạn mạnh mẽ, mới cưỡng ép thuê vào đoạn thời gian trước. Ánh mắt hắn dò xét một vòng, tìm được chủ nhân của cửa hàng này. Đây là một thế gia cửu cấp khác, không thuộc dưới chứng Vương Đình Đại Phiệt, cũng không là thế lực dưới chứng Bàn Long Đại Phiệt. Đằng gia chủ, Vương Đằng ta nguyện ý dùng cửa hàng ở đoạn đường chữ thiên của phố Thần Nông, ra làm tài sản thế chấp. Nếu như hôm nay thua cửa hàng của ngươi, cửa hàng của vương gia ta sẽ là của ngươi cửa hàng kia có vị trí khá tốt diện tích cũng lớn hơn ở đây vương đằng cũng giận lại xuất ra cửa hàng mặt tiền rất tốt ra thế chấp đằng gia chủ kia cao hứng không nổi vốn hắn cũng không muốn lẫn vào việc này vẻ mặt đau khổ đằng gia chủ này phiền muộn nói vương thiếu phiệt chủ không phải đằng mỗ không tin ngươi nhưng mà loại chuyện này nói miệng không có bằng chứng a à. vương đằng nghe vậy trong lòng giận dữ lời nói của đằng gia chủ này rõ ràng là không tín nhiệm vương đình đại phiệt hắn đường đường là vương đình đại phiệt, chẳng lẽ còn thua trong tay một visa nho nhỏ cái gọi là tiền đặc cược cái gọi là thế chấp bất quá chỉ làm mượn một chút đã có hứa hẹn miệng còn muốn thế nào nữa cơ tam công tử thấy thế cười ha hả vương đằng ngươi cầm cửa hàng của người khác đánh cuộc của người phúc ta tính toán thật tốt a à, vạn nhất thua lại vỗ mông rời đi không có bằng chứng chẳng lẽ ngươi định để cho đằng gia tới cưỡng đoạt cửa hàng đó của vương gia các ngươi sao? Khoa nói tới việc này, cơ tam công tử này rất biết lợi dụng sơ hở. Những lời này vô cùng có lý, lại chủ trì công đạo, nhận được tiếng ủng hộ bốn phía. Dù sao trong lưu ly vương thành lớn nhỏ có 28 đại phiệt. Những thế lực đại phiệt khác tuy rằng kém hơn vương đình đại phiệt, thế nhưng cũng không để vương đình đại phiệt một tay che trời. Loại thái độ vừa rồi của vương đằng có chút ý tứ giống như ý thế hiếp người. Chỉ bằng vào một điểm này, khiến cho mọi người cảm thấy bất mãn với tác phong của vương đình đại phiệt vương đằng vốn cảm thấy hứa hẹn bằng miệng đã là cho gia chủ đằng ra mặt mũi rồi thế nhưng bị cơ tam công tử nói như vậy vương đằng hắn lập tức giống như ác ôn ý thế hiếp người vậy trong lòng mặc dù phẫn nộ thế nhưng lại cố gắng ngăn chặn lại hắn lạnh lùng nhìn cơ tam công tử cơ lão tam vương đằng ta còn không tới mức vì chuyện còn con đó mà quịt nợ cơ tam công tử ngươi a ra thua cửa hàng này đến lúc đó ngươi lấy cái gì đi an ủi bọn họ cơ tam công tử ung um dung cười nói ngươi đừng có nói lẳng sang chuyện khác dù sao nếu như ngươi không có quyền sở hữu cửa hàng kia visa cũng không có khả năng đánh bạc với ngươi vi thiên tiếu nghe vậy lớn tiếng nói cơ tam công tử nói có lý visa ta muốn đánh bạc thì phải đánh cược quang mang chính đại lỗi lạc vương thiếu phiệt chủ cầm đồ vật của người khác tới đánh cuộc visa chúng ta tuyệt đối không đánh cuộc vương đẳng bị vi thiên tiếu và cơ tam công tử ngươi một lời ta một câu khiến cho hắn không còn đường lùi cầm giấy bút tới vương đẳng cũng nghiêm túc liền muốn viết giấy làm chứng cơ tam công tử cười nhạt nói võ giả như chúng ta cần giấy bút làm gì huống chi cho dù có bằng chứng trên giấy đằng ra cũng không làm gì được ngươi a à. võ giả có quy củ của võ giả thiên địa hệ ước đi thứ này so với bất luận chứng từ nào còn có sức thuyết phục hơn hai mắt gia chủ đằng gia sáng ngời quăng ánh mắt cảm kích về phía cơ tam công tử hiển nhiên đối với đề nghị thiên địa hệ ước vô cùng đồng tình giang trần cao mày nói vương đằng dù gì ngươi cũng là một thiếu phiệt chủ lê mê cái gì Rốt cuộc có đánh cuộc hay không? Không có hào khí kia thì cứ nói rõ, cần gì phải làm lãng phí thời gian của mọi người như vậy? Vương Đằng thiếu chút nữa tức giận tới thổ huyết, cố gắng bình phục tâm tình phẫn nộ, quăng ánh mắt giống như nhìn người chết về phía Vi Gia, nói, Vi Thiên Tiếu, hiện tại ngươi cứ miệng lưỡi lợi hại đi. Vương Mỗ sẽ làm theo ý ngươi, nhưng mà ngươi lập tức sẽ biết, lo lắng của ngươi là thừa. Vương Đình đại phiệt chúng ta tuyệt đối sẽ chiến thắng. Lời nói này Vương Đằng hào khí vượt mây, vô cùng tự tin lập tức hắn lập thiên địa thệ ước, trước mặt bao nhiêu người, vương đằng lập thiên địa thệ ước, cũng không chơi chữ gì. Tỏ thái độ nếu như cửa hàng này của đằng gia thua trong tay visa, vương đình đại phiệt hắn sẽ đem cửa hàng ở vị trí tốt nhất, trong phố thần nông kia giao lại cho đằng gia. Đồ ước định xong, tâm tình của vương đằng vô cùng tốt. Hắn lạnh nhạt nhìn qua phía visa, ngữ khí khinh miệt, tiền đặt cược đã định xong, hiện tại bản thiếu gia muốn nhìn xem visa các ngươi rốt cuộc, có thể làm nên trò chống gì. Dục Đan Vương, tiền đặt cược cũng quyết định xong, quy tắc cũng có. Thời gian của mọi người quý giá, không bằng hiện tại bắt đầu a." À, vương Đằng quả thực không chờ đợi được nữa. Trước đó trong cuộc chiến miệng lưỡi hắn ở Thế Hạ Phong, trong lòng Vương Đằng tràn ngập lửa giận. Chỉ có đánh cuộc thắng, hung hăng dẫm nát visa dưới chân, đoạt cửa hàng visa làm của Vương Đình Đại phiệt hắn, thì mới có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng. Rất nhanh, đám người chung quanh lui ra tạo một khoảng trống lớn. Chín trọng tài xếp thành một hàng song phương đánh cuộc đứng ở hai bên luận đội hình luận trận thế bên thái uyên lâu này quả thực có ưu thế tuyệt đối cửa ải thứ nhất mỗi một bên xuất ra ba loại đan dược nhớ kỹ không được mang loại đan dược quý trọng tới lừa gạt người phải là đan dược có thể sản xuất số lượng lớn là đan dược có thể lấy ra số lượng lớn để tiêu thụ đây không phải là ganh đua mà là so đấu xem cấp độ đan dược mà nhà các ngươi có thể cung cấp dục đan vương đưa ra cảnh cáo nếu như là hai cửa hàng đan dược thi đấu Đương nhiên phải lấy ra đan dược có thể tiêu thụ. Nếu như mang ra loại đan dược quý trọng, đan dược mà cất trong người không mang ra tiêu thụ, như vậy cũng không còn ý nghĩa nào nữa. Dù sao lại đan dược này không có tính đại trà. Cơ Tam công tử vốn còn muốn vụng trộm đem vạn thọ đan thượng phẩm mà lần trước Giang Trần đưa cho hắn, để cho Giang Trần giữ thể diện. Thế nhưng nghe Dục Đan Vương nói như vậy, hắn cũng biết vạn thọ đan này không thể lấy ra. Dù sao, trong mắt Cơ Tam công tử mà nói, Thái Uyên các này không có cách nào luyện chế ra vạn thọ đan. Nhưng mà Giang Trần căn bản cũng không định vận dụng vạn thọ đan. Dưới tình huống không cần tới, cần gì phải bạo lộ vạn thọ đan. Huống chi, những đan dược mà hắn chuẩn bị trước đó cũng không phải là phàm phẩm. Rất nhanh Giang Trần chọn ra ba loại đan dược. Độ kiếp thì dùng thất vân chân long đan. Tăng cường thực lực là bạo hổ đan, cùng với bán bộ chi tiên đan giải độc. Chương 1288, thua một. Về phần loại đan dược chú nhan như thường thanh đan, Giang Trần không có ý định lấy ra. Dù sao mấy đan vương này đều là nam, loại đan dược chú nhan này đối với nam đan vương mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Thậm chí ngược lại còn có thể bị bọn họ cho rằng đây là bàng môn tà đạo. Vì công bằng, song phương đánh cược cũng không phải một lần duy nhất lấy ra ba khỏa đan dược, mà là lấy ra từng khỏa rồi chỉnh lên. Song phương cũng không biết đối thủ mình cầm đan dược gì ra. Loại đan dược lần thứ nhất Giang Trần lấy ra chính là thất vân chân long, đan ở bên trong một cái hộp ngọc, bên trên có nhãn hiệu của Thái Uyên Các. Đưa tới trước mặt chín đan vương này. Chín đan vương bắt đầu nhanh chóng xem xét, khảo chứng. Những đan vương này đều là gia hỏa kiến thức rộng rãi, tuy rằng trình độ đan dược mà song phương trình lên đều rất cao, thế nhưng lại không đủ để khiến cho những đan vương cấp cao này thất thố. Ước chừng một phút đồng hồ sau, chín đan vương bắt đầu bỏ phiếu. Không bao lâu, thành tích được công bố. Thất vân chân long đan của Giang Trần đứng đầu. Được 6 phiếu trong 9 phiếu, khởi đầu vô cùng tốt đẹp khỏa đan dược này gọi là thất vân chân long đan phẩm chất ưu việt quả thực là loại đan dược cao cấp hiếm thấy trong lúc độ kiếp phẩm chất thượng giai dục đan vương cũng là đại biểu thay mặt chính vị đan vương nói ra loại đan dược chiến thắng đồng thời cũng nói ra lý do mà thất vân chân long đan chiến thắng thái uyên các có khởi đầu tốt đẹp như vậy cảnh này khiến cho những người đang xem chung quanh âm thầm kinh ngạc có chút thanh âm thổn thức vang vọng hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ tới thái uyên các này lại thực sự có chút nội tình như vậy thất vân chân long đan này quả thực vô cùng không tệ thắng được trận đầu cũng coi như đã đạt được mục đích hc nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên trong cửa ải thứ nhất mà thôi muốn thắng được trận đánh cuộc đan dược này phải so đấu ba khỏa đan dược ít nhất phải thắng hai loại mới được vì ra thắng một lần có thể thắng lần thứ hai sao trong lúc nhất thời đám người vây xem chung quanh vốn chỉ nghiêng về một phía trong lúc nhất thời cũng nhiều thêm vài phần chờ mong chờ mong biểu hiện của Visa càng thêm kinh người nữa, làm cho trận đấu này xuất hiện nhiều màn kịch tính hơn. Mang theo tâm tình chờ mong như vậy, Song Phương lại đưa khỏa đan dược thứ hai tới. Lần này Giang Trần cầm ra bạo hổ đan. Bạo hổ đan này Giang Trần không nắm chắc quá lớn. Dù sao trước khi khai trương hắn cũng không ngờ rằng có một hồi đánh cuộc đan dược. Cho nên cũng không có đặc biệt chuẩn bị đan dược cường đại. Bạo hổ đan này cũng là lối tắt khác của hắn, tìm được một loại lĩnh vực đan dược không quá mức nóng bỏng, làm ra một loại đan dược như vậy. Bạo hổ đan này tuy rằng rất không tồi, thế nhưng có thắng được vương đỉnh đại phiệt hay không rất khó nói. Quả nhiên, vương đỉnh đại phiệt có chuẩn bị từ trước, khỏa đan dược thứ hai này phương diện cấp độ rõ ràng hơn bạo hổ đan một bậc. Thứ mà vương đỉnh đại phiệt lấy ra không ngờ lại là chân hoàng đan. Chân hoàng đan, đây chính là loại đan dược chuẩn hoàng cấp, mà khi cường giả thánh cảnh đỉnh phong trùng kích lên thánh cảnh phải dùng, loại đan dược này có thể làm tăng lên một hai thành nắm chắc. Loại đan dược này là chân thánh cấp, kỳ thực mọi người đều liệt nó vào đan dược hoàng cấp. Hơn nữa giá cả của nó cũng được định giá theo. Đan dược hoàng cấp. Chân hoàng đan này vừa ra, thoáng cái đã đè bạo hổ đan xuống. Chân hoàng đan là đan dược thiết yếu của thánh cảnh đỉnh phong, cấp độ cực cao, luyện chế không dễ. Tuy rằng bạo hổ đan của Thái Uyên các không tệ, cũng coi như một lối tắt khác, thế nhưng lại không thể bổ sung vào phương diện cấp độ. Ván này Thái Uyên lâu thắng. Dục đan vương tuyên bố kết quả ván thứ hai. Bại bởi chân hoàng đan, Giang Trần cũng không quá giận dữ. Bởi vì chân hoàng đan này, muốn hắn luyện chế hắn cũng có thể luyện chế ra. Thế nhưng mà lúc trước căn bản hắn không nghĩ lại có trận đấu đan dược này, cho nên đan dược mà hắn chuẩn bị cũng không có kinh thiên động địa như vậy. Dù sao Thái Uyên các vừa mới cắt bước, vốn hắn không định thoáng cái cao điệu như vậy. Thế nhưng không ngờ lần này lại âm thầm ăn thiệt thòi không nhỏ. Cửa ải thứ nhất hiện tại có tỷ số là 1-1. Nhìn thấy Thái Uyên lâu gỡ hòa ván này, đám người vây xem chung quanh có chút thất vọng. Kỳ thực bọn họ càng hy vọng Thái Uyên, lâu thất bại trong tay Visa ở cửa ải thứ nhất này hơn. Mà cửa thứ hai, đan sư bên Visa, nhất định là không chơi lại được đan vương dưới chứng vương đỉnh đại phiệt, điểm này cơ hồ không có bất kỳ nghi vấn nào. Hiện tại nhìn thấy Thái Uyên lâu gỡ hòa, cục diện hiển nhiên đã bị Thái Uyên lâu khống chế. Bị vương đình đại phiệt khống chế, đám người vây xem này ít nhiều có chút thất vọng. Bởi vì mọi người đều biết, vương đình đại phiệt còn có chuẩn bị đan dược áp trục, trong lưu ly vương thành này, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nghe được một ít tiếng gió. Phụ tử Vi gia lúc này cũng có chút lo lắng. Hiển nhiên cục diện phát triển tới một bước này, bọn họ cũng có chút bận tâm. Hai ván trước này tuy rằng thế cục cân bằng, thế nhưng mà một khi bên Thái Uyên lâu xuất ra vạn thọ đan, Thái Uyên các cơ hồ không có bất kỳ sức cạnh tranh nào. Trừ Phi Giang Trần cũng xuất ra vạn thọ đan, thế nhưng loại khả năng này hiển nhiên không lớn. Giang Trần làm sao không nghĩ tới điểm này cơ chứ? Hắn cũng do dự có nên xuất ra Vạn Thọ đan hay không? Thế nhưng lại thầm nghĩ, vẫn không nên cầm Vạn Thọ đan đi ra. Quả nhiên đúng như dự liệu của mọi người, Vương Đình đại phiệt cũng mang Vạn Thọ đan đi ra. Vạn Thọ đan vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả đan vương bị loại đan dược kiệt xuất này chinh phục, đây mới là đan dược độc nhất vô nhị, là loại đan dược mới có tính rung động nhất trong giới đan dược mấy trăm năm qua. Đan dược kéo dài tuổi thọ, không phải trên thị trường không có, thế nhưng đa số hiệu quả chỉ thường thường thế nhưng mà vạn thọ đan vừa mới xuất hiện, lập tức bổ sung chỗ thiếu trong đó. Tuy rằng chỉ nhằm vào cường giả thánh cảnh, chỉ là như vậy cũng đủ kinh người rồi. Giang Trần vừa nhìn thấy đối phương xuất ra vạn thọ đan, trong lòng liền biết ván thứ ba này phiền phức lớn rồi. Thứ hắn xuất ra là bán bộ chi tiên đan, nếu như đối phương xuất ra vạn thọ đan, phần thắng của Giang Trần sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng mà dưới sự trùng kích của vạn thọ đan, cho dù bán bộ chi tiên đan có ưu việt hơn, hiển nhiên độ rung động còn chưa đủ, ván này căn bản không cần so sánh, mấy trọng tài đều có chung một nhận định. tuy rằng bọn họ rất thưởng thứ bán bộ chi tiên đan, thế nhưng đều bỏ phiếu cho vạn thọ đan. dục đan vương tuyên bố chương 1289 thua hai, không thể tưởng tượng được bên thái uyên lâu lại xuất ra vạn thọ đan. khỏa đan dược này tin rằng không cần phải chúng ta giới thiệu, tuyệt đối là loại đan dược khai sáng. tuy rằng bán bộ chi tiên đan của thái uyên các cực kỳ ưu tú, thủ pháp kinh người, thế nhưng so với vạn thọ đan cuối cùng vẫn thua kém một bậc. Cho nên ván này là Thái Uyên lâu thắng. Dục Đan Vương nói xong, sắc mặt phụ tử Vi gia lập tức tối sầm lại. Mà bên Vương đằng truyền tới một đám thanh âm hoan hô, nhất là phụ tử Đồng gia, càng dương dương đắc ý, cất tiếng cười to. Ngay cả Vương đằng, trên mặt cũng không thể nào che giấu được sự vui vẻ. Cơ Tam công tử lại lớn tiếng nói, "Chậm đã." Dục Đan Vương và những người khác đều sững sờ, nhàn nhạt hỏi, "Chẳng lẽ Cơ Tam công tử đối với quyết định của chúng ta có nghi vấn hay sao?" Cơ tam công tử vội hỏi, cơ mỗ đối với quyết định của chư vị đan vương không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng mà ta đối với loại đan dược mà vương đình đại phiệt xuất ra lại có nghi vấn. Mọi người đều biết lần trước trong đấu giá hội của Liên Sơn Trai, đám người vương đằng dùng một ức hai ngàn vạn mua ba khỏa vạn thọ đan. Mà quy tắc của trận đấu này là, nhất định phải mang ra loại đan dược có thể sản xuất số lượng lớn, là loại đan dược có thể lấy ra tiêu thụ đại trà. Dực đan vương nghe vậy cũng cảm thấy lời cơ tam công tử nói có lý, hắn nói với vương đằng, Vương công tử, nghi vấn của cơ tam công tử không phải là không có đạo lý. Các ngươi có giải thích thế nào về chuyện này? Nếu như vi phạm quy tắc đánh cuộc, vậy thì ván này coi như bọn họ thua visa. Nếu là như vậy visa và Thái Uyên các sẽ thắng ở cửa ải thứ nhất, dùng tỷ số 2 với 1 để chuyển bại thành thắng. Vương đằng cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay nói, cầm một đám vạn thọ đan tới, cho dục đan vương xem qua. Lập tức có người tiến lên xuất ra một đám vạn thọ đan, chọn vẹn gần 20 khảo, bởi vì như thế cho nên cơ tam công tử á khẩu không nói được gì. Dục đan vương nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành chứng nhận của vương đằng. Định công bố bên thắng cửa ải thứ nhất là Thái Uyên Lâu. Chỉ là còn chưa mở miệng thì Giang Trần bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, ta chỉ hỏi một câu, vạn thọ đan này là do Thái Uyên Lâu luyện chế sao? Giang Trần cũng không tin Thái Uyên Lâu này biết luyện chế vạn thọ đan gì đó. Vạn thọ đan này hơn phân nửa là bất diệt thiên đô sau khi thu được đan phương, ủy thác cho vương đình đại phiệt tiêu thụ ở Lưu Ly Vương Thành. Vương đằng cười lạnh, chuyện này dường như không cần phải chứng minh với các hạ a. Hay là đan dược nào muốn bán ở Thái Uyên, lâu còn phải báo cáo cho các hạ hay sao? Dục Đan Vương cũng gật đầu nói, quy tắc nói là đan dược có thể luyện chế số lượng lớn, có thể tiêu thụ rộng khắp. Số lượng vạn thọ đan mà Thái Uyên lâu xuất ra đã có thể chứng minh được điều này. Vương đằng cười to, quy tắc chỉ nói là có thể luyện chế số lượng lớn, lại chưa có nói nhất định là phải do Thái Uyên lâu chúng ta luyện chế. Thái Uyên lâu ta có phương pháp, có con đường đan dược đây là bổn sự của chúng ta." Lời nói này mặc dù có chút giống vô lại, thế nhưng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Dục Đan Vương không hề để ý tới Giang Trần, mà tuyên bố: "Cửa ải thứ nhất, đánh cuộc đan dược, Thái Uyên lâu thắng." Giang Trần nhìn thấy Dục Đan Vương tuyên bố, trong lòng tuy rằng giận dữ, thế nhưng cũng không có nói gì nữa. Sở dĩ hắn mở miệng chỉ là vì Vương Đình, đại phiệt dùng vạn thọ đan chèn ép hắn, tâm tính có chút bất bình, cũng không phải Giang Trần hắn thua không chấp nhận nổi. Thua ở cửa thứ nhất cũng không có nghĩa là thua toàn bộ. Thua ván đầu tiên, vừa vặn cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn. Những cửa ải sau đó nhất định không được qua loa chủ quan, phải nghiêm túc. Ván đầu tiên thua không phải là do đan dược của Giang Trần kém, mà là không có mưu tính sâu xa như Vương Đình Đại Phiệt. Thậm chí có thể nói, người đả bại Giang Trần hắn không phải là Vương Đình Đại Phiệt, mà là chính Giang Trần. Dù sao, Vương Đình Đại Phiệt có thể thắng ván đầu tiên, không phải là dựa vào vạn thọ đan của hắn sao? chủ nhân chính thức của vạn thọ đan là ai mặc dù giang trần biết vương đình đại phiệt không thắng đẹp thế nhưng cũng không muốn dây dưa trên vấn đề này tránh việc lưu lại ấn tượng không tốt cho đám người trọng tài này cửa ải thứ nhất chấm dứt cửa thứ hai đan vương thi đấu quy củ cũ vẫn là ba ván người thắng được hai trong ba ván thì coi như là thắng cửa thứ hai một cửa ải có ba ván cũng tương đương với việc thắng hai là có thể chiến thắng ải cuối cùng vẫn là đạo hạnh của visa có chút nông cạn a à xem tình hình này chỉ sợ sẽ thua rất thảm. Cũng không phải sao. Chỉ sợ không chống đỡ được tới cửa ải thứ ba. Ai, đan vương của visa, các ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Dường như tuổi tác cũng không phải quá lớn nha. Ta oải nghi hắn chính là đan vương nằm vùng của vương gia. Bằng không làm sao lại đưa ra phương thức đánh cuộc cả cửa hàng như vậy. Đáng thương cho visa, cùng một sai lầm, không ngờ lại phạm phải những hai lần. Vi thiên tiếu này, thực lực võ đạo mạnh, chỉ là khi làm ra chủ lại quá ngây thơ. Bên Vương Đình đại phiệt phái ra Vinh Đan Vương, đây chính là Đan Vương lục cấp, chỉ thiếu chút là Đan Vương cấp cao. Vị Đan Vương của Visa này nghe nói chỉ là Đan Vương nhị cấp mà thôi. Đan Vương nhị cấp đấu với Đan Vương lục cấp, thực sự không biết Visa đang làm gì, chẳng lẽ bọn họ đã cam chịu rồi sao? Trong lúc nhất thời bốn phía không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Song Vương đánh cuộc, tuy rằng khẩn trương thế cũng không quá mức ồn ào. Vinh Đan Vương kia đi tới, ôm quyền với chín trọng tài kia. Vinh mỗ hôm nay đành phải biêu xấu trước mặt chư vị tiền bối rồi. Nói xong khóe miệng hắn mỉm cười, quét mắt một vòng qua phía Giang Trần. Tiểu tử, hãy xưng tên tuổi ra. Vinh mỗ không muốn bắt nạt hạng người vô danh. Giang Trần lạnh nhạt cười, quả nhiên chủ tử thế nào thì nô tài cũng như vậy. Muốn đấu thì cứ sảng khoái mà đấu gì, cần gì phải nói nhảm như vậy. Vinh Đan Vương không những không nổi giận mà còn cười khặc khặc vô cùng quái dị, khó trách thiếu phiệt chủ lại giao cho ta giáo huấn ngươi làm người thế nào. Tiểu tử ngươi quả thực đủ hung hăng càn quấy, mặt người dạ thú, vẫn còn không biết xấu hổ mà đòi dạy ta nên làm người thế nào sao? Quá nực cười. Giang Trần mắng Vinh Đan Vương, thế nhưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vương Đằng. Hắn ôm quyền với chín vị Đan Vương kia, Đan Vương đại nhân, xin tuyên bố bắt đầu đi. Giang Trần thua ở cửa đầu tiên, trong lòng cũng nghẹn khuất không thôi. Tuy rằng Dục Đan Vương không biết Đan Vương khách khanh của visa có lai lịch thế nào, thế nhưng trong đầu Dục Đan Vương vẫn vô cùng thưởng thức Giang Trần. Chương 1290, Thiên Cương Đan Cục 1. Bởi vì ba loại đan dược ở cửa ải thứ nhất Giang Trần xuất ra, tuy rằng cấp bậc không tính đặc biệt cao, thế nhưng mà phẩm chất đan dược, độ tinh khiết của đan dược đều không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa ba loại đan dược kia đều có phong cách đặc biệt. Loại phong cách này Dục Đan Vương có cảm giác giống như đã từng quen biết, chỉ là trong thoáng chốc cũng không có cách nào phán đoán ra. Bất kể là bạo hổ đan hay là bán bộ chi tiên đan, hoặc là thất vân chân long Đan đều có phong phạm hạ bút thành văn của một đại sư đan đạo. Loại đan dược này, thủ bút bất phàm. Nếu như không phải cân nhắc tới góc độ công bằng của trận đấu, Dục Đan Vương kỳ thực vô cùng thưởng thức ba loại đan dược của Thái Uyên các. Cho dù cuối cùng Thái Uyên lâu có thể thủ thắng, thế nhưng là dựa vào đẳng cấp đan dược, nói trắng ra là lấy lớn hiếp nhỏ. Cầm đan dược hoàng cấp ra đấu với chân thánh cấp, thậm chí còn là đan dược thánh cấp. Tuy rằng thắng, cũng thắng không đủ quang minh lỗi lạc. Hơn nữa lai lịch của Vạn Thọ đan mọi người đều biết, Dục Đan Vương cũng không tin Thái Uyên Lâu có thể luyện chế ra Vạn Thọ đan này. Hơn phân nửa là thế lực cướp được đan phương Vạn Thọ đan luyện chế ra Vạn Thọ đan, ủy thác cho Vương Đình đại phiệt tiêu thụ. Đương nhiên quy tắc đánh cuộc cũng không có nói rõ nhất định phải là đan dược do Thái Uyên Lâu tự mình luyện chế, cho nên cho dù là đan dược được ủy thác tiêu thụ từ bên ngoài cũng không vi phạm quy tắc. Tuy rằng Dục Đan Vương càng thưởng thức Thái Uyên các hơn, thế nhưng không thể không làm trái lương tâm nói vạn thọ đan không bằng bán bộ chi tiên đan cho dù dục đan vương hắn cho rằng như vậy thì những đan vương còn lại cũng không làm trái lương tâm như thế giờ phút này nhìn thấy đan vương của visa không ngờ lại chủ động khiêu chiến hơn nữa trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương luống cuống nào loại khí thế mạnh dạn như vậy khiến cho dục đan vương có chút giật mình mặc kệ cuối cùng thắng bại thế nào trong lòng dục đan vương đối với visa có tâm đồng tình cũng nhiều thêm vài phần thưởng thức dù sao visa là thực học, là tự tay luyện chế ra. Một thế gia cửu cấp đối mặt với sự ức hiếp của Vương Đình Đại phiệt, có thể đấu tới một bước này đã rất không dễ rồi. Về phần ân ân oán oán của Thái Uyên Lâu và Thái Uyên Các, dùng trí tuệ của Dục Đan Vương, làm sao không nhìn ra được chứ? Đây rõ ràng là Vương Đình Đại phiệt chủ động chèn ép visa. Thiệp mời của Thái Uyên Các đã đưa tới tay Dục Đan Vương hắn từ trước, mà thiệp mời của Thái Uyên Lâu mới chỉ đưa tới từ hôm qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Uyên lâu căn bản là cố ý gây khó dễ cho Thái Uyên Các, nói trắng ra là Vương Đình đại phiệt chèn ép visa. Dục Đan Vương là người đức cao vọng trọng, tuy rằng gặp nhiều các loại âm mưu, thế nhưng với tư cách là một đan vương, trong lòng vẫn còn phải trái đúng sai cơ bản. Tuy rằng không tới mức công khai là chỗ dựa cho visa, thế nhưng cán cân tình cảm tuyệt đối là hướng về phía visa. Hắn dùng ánh mắt thâm y nhìn Giang Trần, lại nhìn Vinh Đan Vương của Vương Đình đại phiệt, Dục Đan Vương hắng giọng, lần nữa mở miệng, cửa thứ hai, ván đầu tiên là nan đề từ xưa. Lão phu từng nhìn thấy trong một bản điển tịch cực kỳ cổ xưa. Nói thật thứ này, lão phu cũng đã nghiên cứu mấy trăm năm, còn không thể phá toàn bộ. Nói tới đây Dục Đan Vương lắc lắc tay, ở đây có, hai phần quyển trục, bên trong có viết hai phần tài liệu. Nội dung của hai phần tài liệu này hoàn toàn giống nhau. Bên trong có 36 loại linh dược, dược liệu. Thứ các ngươi phải làm chính là đem 36 loại tài liệu này tổ hợp thành một loại đan phương. Đan phương tổ hợp ra số lượng càng nhiều càng tốt. Số lượng nhiều hơn thì sẽ thắng ván này. Thời hạn là nửa canh giờ. Nhớ kỹ những linh dược này có thể sử dụng vô hạn, không hạn định số lần. Người đã dùng ở Đan Phương này thì cũng có thể dùng ở Đan Phương khác. Nói xong, tay áo dục Đan Vương nhẹ nhàng run lên, hai phần quyển trục liền bắn tới tay Giang Trần và Vinh Đan Vương. Vẻ mặt Vinh Đan Vương hưng phấn. Nếu nói tổ hợp Đan Phương, đây là thứ mà Vinh Đan Vương hắn mạnh a. À. Thứ hắn yêu thích nghiên cứu suốt đời nhất chính là cấu thành của các loại đan phương, hóa giải các loại đan phương. Giang Trần thì bất đồng, không có chút biểu hiện gì. Sau khi nắm được quyển trục, ánh mắt hắn quét qua 36 loại linh dược liệu này, hình dáng mỗi một loại đan dược hiện lên trong đầu hắn. Khi nhìn thấy 32 loại linh dược, trong lòng Giang Trần âm thầm cười lớn. Thoáng cái Giang Trần đã hiểu rõ Dược Đan Vương nói nan đề cổ là có ý gì. Thứ này quả thực là nan đề, là một nan đề vô cùng cổ xưa. Bởi vì nan đề này ở thời đại Chư Thiên Giang Trần cũng đã từng xem qua. Nan đề cổ xưa này vô cùng cổ xưa, có một cái tên vô cùng dễ nghe, gọi là Chân Lung Thiên Cương Đan Cục. Vì sao lại gọi là Chân Lung Thiên Cương Đan Cục? Bởi vì nan đề này cùng với 36 loại linh dược liệu bên trong, không bàn mà hợp với số lượng 36 thiên cương, mà 36 loại linh dược liệu này lại có thể tuần hoàn ra 36 loại đan phương, không nhiều, cũng không thiếu. Nhiều hơn một loại là chuyện khó có khả năng thiếu một loại cũng không phải là chân lung thiên cương đan cục hoàn mỹ. Nan đề cổ này không biết đã được bao nhiêu tiền bối đan đạo, bao nhiêu tâm huyết được tổng kết ra. Có thể nói là đan cục tuyệt diệu nhất. Ở chư thiên thế giới, đây là một loại đan cục mà rất nhiều thiên tài đan đạo muốn phá nhất. Người không hiểu đan cục này, nghĩ vỡ đầu cũng không đủ 36 loại đan phương. Mà người hiểu được cái đan cục này thì muốn phá vỡ đan cục này, muốn tổ hợp ra loại đan phương thứ 37. Chỉ tiếc vô số đan đạo đại sư, hao phí vô số tâm huyết, thế nhưng Thủy Trung vẫn không có cách nào tổ hợp ra loại đan phương thứ 37. Thủy Trung không có cách nào phá vỡ được chân lung thiên cương đan cục này. Giang Trần cũng không nghĩ tới, dục đan vương này vậy mà lại nghe nói qua chân lung thiên cương đan cục này. Chỉ là nghe khẩu khí của dục đan vương này, dường như hắn còn chưa nắm giữ cái chân lung thiên cương đan cục. Nghe tên đã biết đan cục này hắn ta còn chưa phá giải hết được. Giang Trần cũng lời quản nhiều như vậy, hắn cầm giấy bút, xoát xoát từng chữ giống như rồng bay phượng múa, bắt đầu viết xuống chân lung thiên cương đan cục này quả thực Giang Trần thuộc lào lào, không tới nửa khắc đồng hồ, Giang Trần liền đem chọn 36 loại đan phương của chân lung thiên cương, đan cục này viết ra toàn bộ. Đan cục này cũng không phải là tiết lộ loại đan phương gì quý giá. Nói trắng ra chỉ là một ít chuyện lý thú trong giới đan dược mà thôi. Giống như văn nhân, nhà thơ chơi câu đối, người đánh cơ thì nghiên cứu các loại cờ phổ, thế cờ cổ vậy. Chương 1291, Thiên Cương Đan Cục 2. Xong rồi, Dục Đan Vương bỗng nhiên nhìn thấy Giang Trần đứng lên, đưa quyển trục tới, thân thể hắn cứng đờ, hiển nhiên hắn thật không ngờ, lúc này mới trải qua nửa khắc đồng hồ mà đã xong rồi. Ván này, thời gian dự định là nửa canh giờ a, à, lúc này mới qua bao lâu, đan vương của visa này đã nộp nhanh như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này đã cam chịu, nếu là như vậy, Dục Đan Vương sẽ thu hồi điểm thưởng thức trước đó của hắn về tiểu tử này. Dục Đan Vương vốn cảm thấy đan vương của visa này vô cùng không tệ. Nhưng nếu như là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tâm tính không kiên nhẫn, chỉ sợ ở phương diện đan dược cũng rất khó thu được thành tựu cao. Hắn hơi có chút thất vọng tiếp nhận quyển trục của Giang Trần, Dục Đan Vương thản nhiên nói, đi xuống trước chờ đi, thời gian đánh cuộc còn chưa tới, chúng ta cũng không thể thẩm duyệt đáp án của ngươi. Quy tắc như vậy vô cùng ổn. Dù sao bên đối phương là Vinh Đan Vương, của Thái Uyên lâu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. Nhìn bộ dáng nhíu mày trầm tư của Vinh Đan Vương, lại nhìn đan vương của Thái Uyên Các sớm nộp bài, đám người vây xem chung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đường đường là đan vương lục phẩm, vinh đan vương lại là người nổi danh về nghiên cứu đan phương, thế nhưng hiện tại lại đang lâm vào trầm tư. Mà chân đan vương vô danh, tùy ý của Thái Uyên Các, không tới nửa khác đồng hồ đã nộp bài. Cảnh này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ly kỳ khó hiểu, khiến cho người ta nghĩ trăm mối cũng không có cách giải. Ngươi xem ta nói đúng chưa? Chân đan vương của Thái Uyên các này nhất định là đan vương, nằm vùng do vương đình đại phiệt phái tới Vích Yêu, đây quả thực là lọt hố A, ngươi khoan hãy nói, ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại ta đã có chút tin tưởng A, xem ra visa quả thực đã lọt vào trong cạm bẫy rồi, ai, lừa ngươi cũng không nên làm một cái hố rõ ràng như vậy A, có chút thành ý được không, nửa khắc đồng hồ còn chưa tới đã nộp bài thi, đây quả thực là đối phó qua loa mà, hành động của Giang Trần hiển nhiên đã một lần nữa khiến cho đám người vây xem chung quanh hoài nghi vô cùng nặng dù sao hành động này của hắn quá khác thường chỉ là giang trần trở lại chỗ ngồi của mình bất động như núi không có một chút biểu lộ nào thi thoảng ngẫu nhiên còn nhìn về phía đám đan vương trọng tài phía trước hắn cũng biết kỳ thực không cần mình quan tâm đám người trọng tài này tuyệt đối không có khả năng đổi quyền trục của hắn cũng không có khả năng giúp vinh đan vương ăn gian giang trần càng chấn định như vậy vinh đan vương đối diện càng cảm thấy tâm thần không ta áp dung, lo trước lo sau người bên cạnh có thể hoài nghi giang trần là cố ý đào hố cho visa nhảy vào thế nhưng vinh đan vương lại biết chân đan vương của thái uyên các này căn bản không phải là người vương đình đại Phiệt. đã không phải người của vương đình đại Phiệt phái đi nằm vùng ở visa như vậy đối phương không có lý do nào chịu thua như vậy a à, không có chịu thua vậy nộp bài sớm như vậy là có ý gì chẳng lẽ thoáng cái đã tổ hợp ra đủ số lượng đan phương đủ để áp đảo bản thân hắn sao Vinh Đan Vương cũng không tin, một tên vô danh tiểu tốt có bổn sự lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, Vinh Đan Vương căn bản không tĩnh tâm nổi. Ngược lại Vương Đằng dường như cũng nhìn ra một ít mánh khóe mà truyền âm nói, "Đừng loạn, tiểu tử kia nói không chừng đang cố ý làm rối loạn đạo tâm của ngươi, khiến cho tâm thần ngươi không tập trung, đừng để tâm tới hắn, cứ phát huy toàn bộ thực lực của ngươi đi." Vinh Đan Vương được Vương Đằng cảnh tỉnh, toàn thân khẽ chấn động, cũng tỉnh táo lại. Lại lần nữa tập trung tinh thần, chăm chú nghiên cứu giang trần căn bản không thèm nhìn vinh đan vương thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía đối diện vinh đan vương cho dù phát huy thế nào đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm trừ phi hắn ta nắm giữ được chân lung thiên cương đan cục từ trước nếu không ván này đối phương không có bất kỳ phần thắng nào nếu như đối phương đã sớm nắm giữ chân lung thiên cương đan cục thì cũng không vò đầu bứt tai như vậy trầm tư suy nghĩ mà nhất định sẽ giống như hắn nộp bài từ sớm cho nên giang trần bất động như núi kỳ thực trong lòng đã sớm biết rõ, ván đầu tiên này hắn đã thắng. Nếu như đã thắng, cần gì phải quan tâm tới nhiều như vậy. Ngược lại phụ tử Vi Gia nhìn thấy Giang Trần như vậy, cũng không biết trong hồ lô của Giang Trần bán thuốc gì. Tuy rằng bọn họ đã chứng kiến vô số mặt thần kỳ của Giang Trần, thế nên tuy rằng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, còn chưa tới mức quấy rầy Giang Trần. Chỉ là vẻ lo lắng trong lòng cũng không giảm bớt được là bao. Rốt cuộc thời gian nửa canh giờ đã trôi qua. Vinh Đan Vương mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng vẫn thành thành thật thật đưa quyển trục tới, thuận tiện còn hung hăng liếc nhìn Giang Trần, giống như chỉ cần liếc như vậy cũng làm tăng sĩ khí, có thể áp đảo được đối thủ của hắn vậy. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc, ánh mắt khẽ quét qua mặt đối phương. Dục Đan Vương thấy hai quyển trục đều được đưa tới, cũng không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn bài thi của Giang Trần một chút. Lúc trước hắn luôn quan sát Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không giống như là người thiếu kiên nhẫn. Vậy thì tại sao tiểu tử này phải nộp bài sớm như vậy? Dục đan vương quả thực không thể chờ đợi được nữa mà muốn công bố đáp án, bởi vì đan vương khách khanh của visa này, khiến cho dục đan vương hắn có cảm giác nhìn không thấu. Rốt cuộc là tiểu tử này ra vẻ lỗ mãng, hay là ổn trọng, đã tính toán từ trước. Dục đan vương đem quyển trục của vinh đan vương để xuống bên cạnh, mở quyển trục của Giang Trần ra trước. Giang Trần nộp bài thi trước, xem quyển trục của Giang Trần trước, mọi người cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái chỉ là chuyện kỳ quái lập tức xảy ra ngay sau đó. Hai mắt Dục Đan Vương quét qua quyển trục, hai mắt giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, thoáng cái không rời đi được. Sau một khắc, Dục Đan Vương kích động đứng lên, mặt mũi tràn ngập vẻ khiếp sợ, điên cuồng. Sau đó là mặt mày hớn hở, có cảm giác giống như si mê, say sưa. Cơ hồ tất cả biểu lộ, cơ hồ tất cả biến hóa đều hiện lên vô cùng sinh động trên mặt Đan Vương, cửu cấp như Dục Đan Vương. Cảnh này khiến cho toàn trường ngây ngốc. Rốt cuộc là trên quyển trục kia có thứ gì hấp dẫn người ta, mà có thể khiến cho một đan vương, cửu trọng là một người trầm ổn lại trở nên cổ quái như vậy. Mấy đan vương khác không nhịn được mà quay đầu xem. Sau khi xem xong, cơ hồ tất cả đan vương, trọng tài không ngờ lại nhao nhao chúi đầu nhìn vào trong quyển trục. Vẻ mặt kia, tựa như là trẻ con tranh đoạt kẹo, ai cũng không muốn thua thiệt, không muốn nhường ai. Ha ha ha. Dục đan vương đột nhiên cười ha ha, vành mắt đỏ lên, không ngờ lại rớt nước mắt, dựa vào bàn mà khóc giống lên. chương 1292, người so với người giận điên người một. Một màn quỷ dị này khiến cho toàn trường càng thêm há hốc mồm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp tại sao dục đan vương lại khóc? Có cảm động như vậy sao? Chẳng lẽ đan vương của Thái Uyên, các này không có viết đan phương gì đó mà ghi một câu chuyện máu chó gì đó chứ? Bằng không mà nói, làm sao có thể khiến cho dục đan vương sống ngàn năm này đột nhiên thất thối như vậy, đột nhiên rơi nước mắt? Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, Dục Mỗ lại có một ngày nhìn thấy Chân Lung Thiên Cương Đan cục hoàn toàn bị phá cỡ. Không thể tưởng tượng được, đây là ý trời sao? Chân Lung Thiên Cương Đan cục, sáu chữ này vừa mới vang lên, rất nhiều đan vương khiếp sợ. Không ít người trong bọn họ cũng từng nghe qua Chân Lung Thiên Cương Đan cục, thế nhưng chỉ đều nghe danh mà thôi, chứ không được biết. Đừng nói là bọn họ chưa từng TNHIFN qua 36 loại đan phương, cho dù là 36 loại linh dược liệu bọn họ cũng chưa từng nhìn qua nhưng mà đại danh của chân lung thiên cương đan cục không ít người vẫn nghe nói qua. Loại tiền bối đan đạo như dục đan vương, kiến thức rộng rãi, được chứng kiến 36 loại linh dược liệu, thế nhưng còn chưa gặp qua 36 loại đan phương nguyên gen. Cho nên sau khi hắn nhìn vào quyển trục của Giang Trần mới trở nên thất thối như vậy, nhịn không được mà dựa vào bàn khóc giống lên. Bởi vì hắn quá kích động, chân lung thiên cương đan cục nghiên cứu mấy trăm năm, dùng bổn sự của dục đan vương, hắn cũng chỉ nghiên cứu ra hai ba mươi loại đan phương mà thôi hắn vẫn cho rằng kết quả của thiên cương đan cục này là giả, là tiền nhân học đòi văn vẻ, căn bản không thể nào tổ hợp ra 36 loại đan phương. Thế nhưng mà hôm nay vừa thấy, hắn mới biết được bản thân mình tuy rằng là đan vương cửu cấp, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chân lung thiên cương đan cục, vạn cổ danh cục tại sao có thể là giả được? Mấy vị đan vương trọng tài khác cũng nhìn như si mê, say xưa, mãi một lúc sau mới chậm rãi có phản ứng, lại nhìn quyển trục của Vinh Đan Vương, tổng cộng chỉ viết được 9 loại đan phương. Tuy rằng viết ra 9 loại đan phương trong vòng nửa canh giờ đã rất không tệ rồi, thế nhưng so với quyển trục của Giang Trần mà nói, quả thực chính là rác rưởi. Dục Đan Vương cố gắng khống chế cảm xúc, lớn tiếng nói, "Ván đầu tiên, Chân Lung Thiên Cương đan cục, Thái Uyên các dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng." Lúc này rõ ràng Dục Đan Vương có một chút thay đổi, rõ ràng là cái từ ưu thế tuyệt đối này rõ ràng là từ mà một vị trọng tài không nên nói thế nhưng mà dục đan vương cảm thấy như vậy còn chưa đủ để biểu đạt sự kinh diễm và cuồng hỉ trong lòng của hắn chân lung thiên cương đan cục này vô số đan vương đỉnh cấp trong thần uyên đại lục không ai có thể phá giải không ngờ lúc này lại chứng kiến được toàn bộ nhân sinh sống tới đây coi như đã thỏa mãn có mất mạng luôn cũng được lời nói nho nhã như vậy nhiều người thô kịch thậm chí còn không hiểu hết được thế nhưng ý tứ đại khái lại có thể hiểu ra dục đan vương này là kích động cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt có thể nhìn thấy toàn cục của chân Luger En Thiên Cương đan cục, cho dù hiện tại chết thì cuộc đời này của hắn cũng không uổng phí. Đám người đan vương bốn phía vừa nghe nói vậy đều vô cùng sợ hãi. Chân lung thiên cương đan cục bị phá toàn bộ, thần uyên đại lục có người có thể phá. Giải toàn cục của chân lung thiên cương đan cục sao? Đây là đan cục trong truyền thuyết, đan cục khó giải nhất thần uyên đại lục A, một đan vương vô danh, trong visa nho nhỏ không ngờ lại có thể phá giải toàn cục của chân lung thiên cương, đan cục toàn bộ 36 loại đan phương đều được tổ hợp. Tin tức mang tính chất bạo tạc này, quả thực khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường ngây ngốc. Ngay cả vương đằng cũng không nhịn được mà nói, dục đan vương, không phải vương mỗ hoài nghi, chân lung thiên cương đan cục vương mỗ cũng từng nghe nói qua. Đan cục này căn bản chính là tử cục, tiểu tử này không phải đang cố giả vờ, lừa gạt mọi người đó chứ, dục đan vương nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương công tử, ngươi đang hoài nghi chức nghiệp, hoài vi tác phong thường ngày của ta, hay là hoài nghi trình độ chức nghiệp của chúng ta. Hiển nhiên dục đan vương rất không cao hứng. Chân lung thiên cương đan cục trong lòng hắn là tồn tại như thần, há có thể để cho vương đằng khinh nhờn. Dục đan vương lớn tiếng nói, đan cục này lão phu đã suy diễn mấy trăm năm, cũng chỉ tổ hợp ra 23 loại. Cho nên đối với loại đan cục này lão phu vô cùng hiểu rõ. 23 loại đan phương mà lão phu tổng hợp ra, trong quyển trục của chân đan vương này đều có toàn bộ. 13 loại mà lão phu cũng không suy diễn ra trên này đều có nếu ai nghi vấn chân lung thiên cương, đan cục thi chính là khinh nhờn đan cục như thần này. Thái độ của dục đan vương như vậy đã cho thấy tất cả. Mấy trọng tài đan vương khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng từng nghiên cứu qua chân lung thiên cương đan cục này, cũng biết đáp án trong quyển trục này không giả. Vương đằng lại không cam lòng, lạnh nhạt nói, ta đây cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dục đan vương ở trong lưu ly vương thành ta là thái đầu trong giới đan dược, lão nhân gia ngài chỉ suy diễn ra 23 loại đan phương. Chỉ bằng vào một đan vương, khách khanh của visa trong vòng nửa khắc đồng hồ có thể phá cục được chân lung thiên cương. Đan cục sao? Mọi người không thấy việc này có chỗ quỷ dị sao? Trong lúc nhất thời vương đằng lại đem đầu giáo chỉ về phía Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngây ngốc nhìn vương đằng. Chẳng lẽ ta phá giải chân lung thiên cương? Đan cục thế nào cũng phải báo cáo cho vương công tử ngươi sao? Lấy lời nói của người trả lại cho người, Trước đó khi nói tới lai lịch của vạn thọ đan, vương đằng còn nói lai lịch của vạn thọ đan không cần phải báo cáo, chứng minh với Giang Trần hắn. Hiện tại Giang Trần cũng dùng những lời này trả lại nguyên vẹn cho vương đằng. Trong lúc nhất thời vương đằng mặt đỏ tía tai, không lên tiếng được. Ngược lại, trong lòng dục đan vương ấy náy, lại vô cùng hiếu kỳ. Ấy náy là trước đó hắn xem thường vị chân đan vương của visa này. Hoài nghi hắn ta bỏ cuộc. Hiếu kỳ là, chân lung thiên cương, đan cục này rốt cuộc làm sao đan vương khách khanh của visa lại phá giải được chân đan vương lão phu vô tình mạo phạm chỉ thuần túy là hiếu kỳ mà thôi chân lung thiên cương đan cục ở trong thần uyên đại lục chính là thứ khó giải nhất ngươi làm sao ngươi lại giải được cũng không phải dục đan vương cố ý gây khó dễ cho giang trần mà là trong lòng thuần túy hiếu kỳ khi nói chuyện cũng dùng khẩu khí thỉnh giáo giang trần chương một nghìn hai trăm chín mươi ba người so với người giận điên người hai giang trần cười cười kỳ thực cũng không có gì khó hiểu cả không lâu trước đây ta từng gặp được quý nhân, dạy ta đan dược 10 năm. Vị tiền bối dị nhân kia từng nói với ta rất nhiều chuyện lý thú về đông nam á dược. Chân Lung Thiên Cương đan cục này, khi ta 10 tuổi đã nghe qua, cho nên nhớ vô cùng rõ. Lời vừa nói ra, Dục Đan Vương ngây ra như phỗng. Đồ vật mà hắn suy diễn mấy trăm năm, người khác 10 tuổi đã biết rõ. Nhưng mà Dục Đan Vương một đống tuổi, hiển nhiên cũng không ghen ghét. Ngoài kinh ngạc ra, hắn càng thêm hiếu kỳ. Theo như lời chân đan vương này nói, người truyền thụ đan đạo cho hắn không biết là cường giả đan đạo tới bực nào. Trong lúc nhất thời trong lòng Dục Đan Vương có rất nhiều nghi vấn, thầm nghĩ cần phải nói chuyện với Giang Trần này, tốt nhất là nói chuyện ba ngày ba đêm là tốt nhất. Chỉ là, cuối cùng hắn cũng không có quên, đây đang là lúc hai nhà đánh cuộc. Nếu như hắn có quá nhiều cảm xúc chủ quan mà nói, cuối cùng làm không tốt sẽ bị mọi người lên án. Hắn lập tức miễn cưỡng áp chế lòng hiếu kỳ trong lòng, chậm rãi gật đầu, dùng ánh mắt trao đổi với những trọng tài còn lại một lát. Cuối cùng tất cả mọi người nhất trí nhận định, ván đầu tiên này Thái Uyên các bên này thắng lợi, không có bất kỳ nghi vấn nào. Tuy rằng Vương Đằng không phục lắm, trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng giống như vạn thọ đan khi trước, người ta cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với hắn. Cho dù trong đầu hận tới nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng chỉ có thể hừ mũi mà chấp nhận. Cũng may đây chỉ là một việc ngoài ý muốn. Con mẹ nó, vẫn cứt chó, tiểu tử này không ngờ lại biết rõ chân lung thiên cương đan cục từ trước ván này bất quá tiểu tử này chỉ may mắn mà chiến thắng. Trong lòng vương đằng tự an ủi mình. Dục đan vương bên kia cũng chầm chậm khống chế cảm xúc của mình, nói, ván thứ hai trong cửa đan vương đấu, tuy rằng phương thức khác với ván thứ nhất, thế nhưng kết quả lại giống nhau tới mức kỳ diệu. Nhưng mà ván thứ hai này cũng không đơn thuần là khảo nghiệm trình độ lý luận, còn là khảo nghiệm trình độ ra tay của đan vương. Nói xong, dục đan vương vung tay lên, lập tức có hai trợ thủ tiến lên phía trước. Hai trợ thủ này trong tay mỗi người đều nâng một cái khay, trong mỗi một cái khay đều để 48 loại tài liệu. Trong tay mỗi người các ngươi có 48 loại linh dược liệu. Những tài liệu này đều là những linh dược có tính dung hợp rất mạnh trong giới đan dược. Giữa bọn chúng tồn tại rất nhiều khả năng dung hợp. Thứ các ngươi phải làm là, bắt đầu từ trong đám linh dược liệu này tổ hợp ra một loại đan dược, đồng thời cũng phải đem nó luyện chế ra. Ai có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp cao hơn thì coi như người đó, thắng ván này. Nếu như đẳng cấp đan dược bằng nhau, thì xem độ tinh khiết và tỷ lệ của đan dược cực phẩm là tốt nhất, thượng phẩm thứ hai, sau đó mới là trung phẩm, hạ phẩm. Dục đan vương giải thích quy tắc kỹ càng, Giang Trần đối với chuyện này cũng không xa lạ gì. Loại phương thức thi đấu này ở khắp nơi trong thần uyên đại lục vô cùng phổ biến, trước đó Giang Trần ở đan đấu huyễn Ba Sơn cũng đã nghe qua một lần. Sau khi tiếp nhận khay, quanh thân hai người lập tức bị hạ cấm chế, bắt đầu ngăn cách hai người với khu vực bên ngoài. Nhớ kỹ, ván này giới hạn thời gian một giờ, nếu như tất cả các phương diện của đan dược các ngươi luyện chế ra đều bằng nhau, vậy thì người thắng chính là người luyện chế ra đan dược đầu tiên. Dục đan vương nhắc nhở, trọng tài ra lệnh, ván thứ hai chính thức bắt đầu. Hai đan vương tham gia đánh cuộc đều bị ngăn cách trong cấm chế, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, thế nhưng người bên trong lại không thể nhìn thấy người bên ngoài. Từ đó cũng không cần lo lắng tới vấn đề học theo. Kiếp trước, kiếp này, thứ giang trần quen thuộc nhất chính là luyện đan. Cấm chế được mở ra, hắn lập tức tiến vào trạng thái vong ngã. 48 loại linh dược liệu không ngừng hiện lên trong đầu hắn, không ngừng được tổ hợp. Đầu óc Giang Trần tựa như một chiếc máy tính vậy, tổ hợp cực kỳ nhanh chóng. Đối với Giang Trần mà nói, chuyện này là chuyện thường giống như ăn cơm, ngủ nghỉ vậy. Cấp bậc của 48 loại tài liệu không cao, chỉ là linh dược thánh cấp mà thôi. Tương đương với linh dược thánh cấp chính là võ giả cấp bậc nguyên cảnh. Linh dược chân thánh cấp mới tương đương với cường giả thánh cảnh mà 48 loại linh dược liệu này, chân thánh cấp có thể nói là ít tới đáng thương, chỉ có giải rác 7 loại. Mà 78 loại linh dược liệu này, hiển nhiên không có cách nào tổ hợp ra một loại đan phương. Tâm tư Giang Trần nhanh chóng vận chuyển, hắn có kinh nghiệm hai đời luyện đan, thứ không thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Đối với mấy loại linh dược này, quả thực vô cùng quen thuộc giống như quen thuộc với ngón tay hắn vậy. Vô số ý niệm và linh cảm trong đầu ùn ùn kéo tới. Trong đầu Giang Trần lập tức hiện lên vài loại đan phương nhưng mà cấp độ của đan phương này đều không cao miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là chân thánh cấp đây không phải là kết quả mà giang trần muốn ván này vô cùng hà khắc chỉ cần bản thân đan dược có đẳng cấp cao là có thể chiến thắng cho nên ván thi đấu này chỉ quan tâm tới độ cao mà không phải là độ chính xác giang trần hiểu quy tắc biết rõ đan dược đẳng cấp cao tự động chiến thắng nếu như đẳng cấp bằng nhau thì mới có thể so tới độ chính xác tinh khiết của đan dược so phẩm chất của hai khỏa đan dược ánh mắt Giang Trần lần nữa đảo qua đám linh dược một lần, hai lần, ván này tổng cộng có một giờ, nếu nói muốn đan dược cấp bậc quá cao cũng không thực tế. Nếu như quá thấp lại tuyệt đối không có nắm chắc. Trong lúc Giang Trần theo mạch suy nghĩ của mình thì đột nhiên linh cảm hiện lên. Những ngày qua, thời gian nghiên cứu quỷ đan lưu của hắn rất nhiều, tốn không ít thời gian. Mà quỷ đan lưu không phải là không chú ý tới độ chân quý của tài liệu, nổi danh với đan phương kỳ lạ sao. Truy cầu trực tiếp nhất của quỷ đan lưu chính là dùng tài liệu, biến hóa kỳ lạ, dùng phương pháp mà người ta không thể tưởng tượng ra được luyện chế ra loại đan dược mà mọi người quen thuộc. Quỷ đan lưu truy cầu thành phẩm, cùng một loại đan dược, thành phẩm của quỷ đan lưu có lẽ người ta ngay cả một nửa cũng không bằng. Quỷ đan lưu, bàn tay của quỷ thần, thường 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 có thể sử dụng tài liệu rẻ tiền, luyện chế ra đan dược cao dai, thường thường có xuất hiện thủ bút thần kỳ, giống như sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây cũng là chỗ mị lực nhất của Quỷ Đan Lưu, bằng không thì Quỷ Đan Lưu cũng không trở thành đại biểu của Đan Đạo Lưu phái, có thể khiến cho vô số đan sư điên cuồng, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quỷ Đan Lưu. Nói trắng ra Quỷ Đan Lưu dùng dược như quỷ thần, truy cầu không giống người thường, mục tiêu của những người. Này là dùng thủ pháp đặc thù tiết kiệm thành phẩm, thế nhưng vẫn có thể đào móc ra tiềm lực lớn nhất của đan dược. Chương 1294, chọn nhân tài quỷ dị, kỳ thực rất nhiều đan vương Kỹ thuật của bọn họ quả thực tốt, luyện đan cũng rất lợi hại. Thế nhưng đại bộ phận đan vương đều tồn tại một vấn đề, đó là tình huống lãng phí tài liệu vô cùng nghiêm trọng. Đan dược cao đẳng mà bọn họ luyện chế ra dùng rất nhiều linh dược cao cấp đắp vào. Bởi vì tay nghề bọn họ tốt, nắm chắc rất cao, rất ít thất bại, cho nên cho dù tồn tại việc lãng phí, đó cũng là nguyên nhân mà bọn họ cao tay hơn những người khác. Mà thứ quỷ đan lưu ghét nhất chính là thất bại. Cùng một loại đan dược, nếu như dùng tài liệu thánh cấp có thể hoàn thành, Bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng tài liệu chân thánh cấp, đây là mị lực của Quỷ Đan Lưu. Truy cầu của bọn họ về việc tiết kiệm nguyên liệu có thể nói là đạt tới trình độ điên cuồng. Giang Trần suy nghĩ tới Quỷ Đan Lưu, trong đầu lập tức có rất nhiều linh cảm. Trong lúc đó, tên một loại đan dược bất thình lình hiện lên trong đầu Giang Trần. Tam Sinh Đan. Tam Sinh Đan này có thể hình thành ba loại đan: Thổ, Mộc, Hỏa trong cơ thể. Cái gọi là Tam Sinh chính là một loại đan dược tam sinh tuần hoàn. Thổ sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, hỏa sinh thổ loại tam sinh đan này cùng với ngũ hành đại tuần hoàn bất đồng chỉ cần một vòng tam sinh tuần hoàn là có thể khiến cho võ giả tu luyện thần thông ba hệ này lập tức khôi phục chân nguyên chi khí bất luận võ giả nào cho dù là phong hoàng xưng đế cường giả cấp bậc đó thì chân nguyên chi khí trong cơ thể cũng không phải là tận cùng dùng mãi không cạn võ giả luyện khí khí chính là vật tiêu hao trong chiến đấu trong lúc di chuyển đường xa cũng có khả năng xuất hiện hiện tượng chân nguyên khô kiệt ma tam sinh đan này là một loại đan dược bổ sung chân nguyên. Đương nhiên, đối tượng mà tam sinh đan có thể bổ sung chân nguyên vô cùng đặc thù, là võ giả tu luyện thần thông ba hệ, thổ, mộc, hỏa này, có thể nói là sinh ra cho loại võ giả này. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, tam sinh đan này cũng không có hạn chế đẳng cấp. Cường giả nguyên cảnh có thể dùng, cường giả thánh cảnh có thể dùng, cường giả hoàng cảnh cũng có thể dùng. Ai dùng thì phải xem cấp độ của bản thân tam sinh đan kia thế nào. Về phần đẳng cấp của loại đan dược này, nếu như có tác dụng với cường giả thánh cảnh, đó chính là đan dược chân thánh cấp, nếu như hữu dụng với cường giả hoàng cảnh, vậy thì đó chính là đan dược địa cấp. Nói như vậy, Tam Sinh đan sử dụng ở thánh cảnh là nhiều nhất. Trên cơ bản tất cả mọi người đều xem nó là một loại đan dược chân thánh cấp. Giang Trần nhìn đám tài liệu trước mắt, nếu như dùng phương pháp của Quỷ Đan Lưu, hoàn toàn có thể luyện chế ra Tam Sinh đan. Hơn nữa cấp độ tuyệt đối không chênh lệch. Thủ đoạn của Quỷ Đan Lưu thần kỳ như vậy, có đôi khi tài liệu linh dược thánh cấp muốn luyện chế ra đan dược địa cấp cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đương nhiên vượt cấp khoa trương như vậy cũng không thấy nhiều. Lại nói, vượt một cấp thì tương đối bình thường, nếu như vượt hai cấp thì độ khó sẽ rất lớn. Giống như với việc dùng dược liệu chân thánh cấp luyện chế ra đan dược thiên cấp vậy, độ khó rất lớn. Cho dù là đan sư quỷ đan lưu, bình thường cũng khó có thể làm ra được. Cho dù quỷ đan lưu tụ tập lại, cũng phải xem vào tạo hóa, không phải muốn là có thể làm được các loại nhân tố phải vô cùng trùng hợp thì mới có khả năng xuất hiện một lần. Giang Trần cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện ra luyện chế tam sinh đan này chí. Ít hắn có chín thành nắm chắc. Đan sư luyện đan, đừng nói là nắm chắc chín thành, cho dù có ba thành nắm chắc, rất nhiều đan sư đều không chút do dự mà đi thử. Lập tức Giang Trần thu hồi cảm xúc, xuất ra thâu thiên đỉnh, bắt đầu khống hỏa. Thâu thiên đỉnh, những ngày này Giang Trần cũng nghiên cứu hồi lâu, theo Giang Trần thấy, Thâu thiên đỉnh này nhìn từ phong cách có chút giống như tác phẩm của quỷ đan lưu, nhìn kỹ phong cách của đỉnh kia, càng giống như đại biểu kiệt xuất trong quỷ đan lưu. Thâu thiên, tên như nghĩa, là trộm tạo hóa trong thiên địa. Mà quỷ đan lưu, kỳ thực rất giỏi làm mấy thứ này. Trước đó Giang Trần đã dùng thâu thiên đỉnh luyện chế ra đan dược mấy lần, hiệu quả so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại xuất ra thâu thiên đỉnh luyện chế tam sinh đan, Giang Trần càng có cảm giác như hổ thêm cánh. Thời gian một giờ cũng không dài, Giang Trần cũng không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào. Tài liệu luyện chế tam sinh đan, sau khi bị Giang Trần chọn ra, những tài liệu khác Giang Trần trực tiếp ném ở bên cạnh. Tốc độ lựa chọn tài liệu của Giang Trần khiến cho người bên ngoài nhìn vào giật mình. Nhất là chính vị trọng tài kia, không khỏi nhìn nhau. Sao bọn họ không thể nhìn ra tài liệu mà Giang Trần lựa chọn chỉ có một loại là chân thánh cấp, những tài liệu còn lại đều là linh dược thánh cấp. Trong lòng Dục Đan Vương có chút kinh ngạc, 48 loại linh dược liệu kia, có 8 loại là chân thánh cấp muốn luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất, ít nhất cũng phải dùng 4 năm loại linh dược chân thánh cấp bên trong a. Vì sao đan vương của visa này lại chỉ dùng một trong mấy loại linh dược chân thánh cấp như thế? Tài liệu khác đều là linh dược thánh cấp mà thôi. Hành động này của hắn khiến cho Dục Đan Vương trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ được suy nghĩ, dụng ý của Giang Trần. Đối với Giang Trần, Dực Đan Vương vô cùng thưởng thức, Bạo Hổ Đan, Thất Vân Chân Long Đan, còn có bán bộ Chi tiền Đan lúc trước đều khiến cho Dục Đan Vương cảm thấy chân đan vương này tuy rằng tuổi tác không lớn thế nhưng tiềm lực vô cùng tốt về sau chân lung thiên cương đan cục càng khiến cho dục đan vương mở rộng tầm mắt cảm nhận sâu sắc một câu là sơn ngoại hữu sơn nhưng giờ phút này nhìn thấy giang trần lựa chọn linh dược liệu như vậy trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác thất lạc cứ như vậy mà chọn ra nhiều lắm cũng chỉ luyện chế ra đan dược thánh cấp cao dai cho dù phát huy cực đại tối đa cũng chỉ là chuẩn chân thánh cấp cái gì gọi là chuẩn chân thánh cấp chính là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn chân thánh cấp, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là đan dược thánh cấp mà thôi. Yêu cầu thấp một chút, có thể tính là chân thánh cấp. Yêu cầu hơi nghiêm khắc một chút, nó chỉ có thể là đan dược thánh cấp. Cho nên mới có tên gọi là chân thánh cấp. Chân đan vương này mới được dị nhân truyền thụ đan đạo không lâu, cuối cùng kinh nghiệm thực chiến có hạn. Có lẽ hắn biết rất rõ nhiều điển cố cao cấp, đối với một ít đan phương cố định nhất định là vô cùng quen thuộc. Nhưng nếu như để hắn phát huy tự do, tuổi tác không lớn lắm, nội tình chưa đủ, có lẽ khó có thể san lấp khoảng cách này. Trong lòng Dục Đan Vương mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng sự thưởng thức đối với Chân Đan Vương của visa gia này không giảm bớt đi một tí nào. Trong mắt hắn, Chân Đan Vương này chỉ ăn thiệt thòi vì tuổi tác và kinh nghiệm chưa đủ, dùng linh khí và ngộ tính của hắn, đợi một thời gian nữa tuyệt đối trở thành một đan vương có địa vị cao. Chương 1295, Khống Hỏa Thuật Kinh Diễm 1. Những trọng tài khác cũng nhìn thấy lựa chọn của Giang Trần, đều âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy những linh dược liệu mà vinh đan vương kia chọn những trọng tài này đều là đại hành gia nhìn thấy vinh đan vương chọn dược liệu mọi người liền biết rõ vinh đan vương muốn luyện chế một loại đan dược chân thánh cấp trung giai trong một giờ có thể làm được một bước này trình độ tuyệt đối là không tệ coi như là những trọng tài như bọn họ tự mình ra tay cũng chỉ làm được như vậy mà thôi mặc dù không phải đan dược có cấp bậc cao nhất thế nhưng ít nhất hắn cũng có chín thành thắng được vắn này dù sao ngươi muốn luyện chế ra đan dược cao cấp một chút cho dù tài liệu có lấy ra đủ thì thời gian một giờ cũng không cho phép trong vòng một giờ muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn phương diện thời gian tự nhiên là không đủ thời gian hạn chế trong vòng một giờ này vô cùng quan trọng cũng làm cho song phương tham gia đánh cuộc nhất định phải vắt óc tìm mưu kế truy cầu đan dược thượng đẳng một là thời gian hạn chế hai là tài liệu cũng có hạn chế người xem chung quanh tuy rằng không có chuyên nghiệp bằng chín vị trọng tài kia ánh mắt cũng không có độc đáo như chín vị trọng tài, thế nhưng mà chỉ bằng vào linh dược hai bên chọn, mọi người vẫn nhìn ra được một ít môn đạo. Nhìn thế nào Vinh Đan Vương của Thái Uyên lâu kia đều cao tay hơn chân Đan Vương của Thái Uyên các rất nhiều. Lúc này trong đầu Vi Thiên Tiếu cũng có chút thất lạc. Nhìn thấy lựa chọn linh dược như vậy, trong lòng Vi Thiên Tiếu khó mà cười nổi. Hắn cũng biết một đan vương nhị cấp đi đối phó với một đan vương lục cấp, bản thân đã có chút không công bằng. Vi Thiên Tiếu cũng biết, không có đường lui, cho dù là thua, Visa cũng phải thua đẹp. Cho dù thua ván này, ít nhất Visa cũng có thể chứng minh tấm lòng của mình với bàn long đại phiệt. Lực chú ý của cơ tam công tử hiện tại hoàn toàn không có đặt ở trận đấu. Giờ phút này tâm tình của hắn hoàn toàn khiếp sợ. Từ sau khi Giang Trần nói toạc ra chân lung thiên cương đan cục, suy nghĩ của cơ tam công tử triệt để bay bổng. Hắn nhớ tới ngày đó Giang Trần nói cho hắn thường thanh đan. Trước đó hắn còn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy tùng hạc đan này có phải có thực hay không, nhưng hôm nay nhìn thấy chân lung thiên cương đan cục này cơ tam công tự ý thức được chân đan vương của visa này có địa vị tuyệt đối không thấp tuy rằng không biết cụ thể người này có thân phận gì thế nhưng nhất định người này đã được danh sư chỉ điểm qua hơn nữa sư phụ của người này tuyệt đối còn mạnh hơn đan vương đỉnh cấp như dục đan vương này cũng tương đương với việc lão sư của chân đan vương visa vô cùng có khả năng là đan đạo đại đế trong truyền thuyết cho dù là đan đạo đại đế cũng chưa chắc đã nắm giữ được chân lung thiên cương đan cục a Đan đạo cường giả có thể nắm giữ được Chân Lung Thiên Cương đan cục, kiến thức phải như thế nào a? À, loại cường giả này nói trên đời này có Thường Thanh đan, chẳng lẽ còn ăn nói lung tung sao? Nếu như nói lúc trước Cơ Tam công tử chỉ tin 6, 7 thành, như vậy giờ phút này hắn tuyệt đối đã tin tưởng 10 phần. Chân đan vương này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Cơ lão tam ta bình sinh kết giao vô số, nực cười đều là bằng hữu rượu thịt, thời khắc mấu chốt lại không dùng được bao nhiêu. Ngược lại một đan vương trong lúc vô tình kết giao lại có tiềm lực như vậy. Mặc kệ lần này kết, quả thế nào, nhất định phải kết giao với chân đan vương này. Nếu như có cơ hội mời được lão sư của hắn luyện chế một quả tùng hạc đan, tuyệt đối có thể khiến cho bàn long đại phiệt ta khởi tử hồi sinh. Nghĩ tới loại khả năng mỹ diệu này, trong lòng cơ tam công tử kích động không thôi. Cho nên lần đặt cược này hắn cũng không đặc biệt để ý tới nữa. Tính toán được mất nhất thời thì được cái gì? Hiện tại cơ hồ tất cả tinh lực của cơ tam công tử đều đặt ở bên trên tùng hạc đan. Kim quan vân hạc đã có, chỉ còn thiếu quả của thiên huyễn ẩn vân tùng. Cơ tam công tử tin chắc rằng trời không tuyệt đường người. Trong thiên đạo chắc chắn sẽ ẩn giấu một con đường, có thể tìm được một đường sáng. Khác với cơ tam công tử suy nghĩ miên man, bên vương đình đại phiệt, vương đằng như đã tính trước. Địa vị của tên đan vương thất cấp kia tương đối cao, dường như đang báo cáo với vương đằng gì đó. Thiếu phiệt chủ, vinh đan vương chọn tài liệu, tư chất so với bên thái uyên các còn cao hơn một bậc dùng trình độ đan vương lục cấp của vinh đan vương phần thắng của vấn này hắn đã nắm chắc chỉ là nhìn xem trong vòng một giờ hắn có thể thành công luyện chế ra được khỏa đan dược này hay không mà thôi đan vương thất cấp này ánh mắt vô cùng độc đáo giống như chín vị đan vương trọng tài kia hắn cũng nhìn ra chỗ cao minh của việc lựa chọn linh dược của vinh đan vương kỳ thực vương đằng cũng nhìn ra một chút môn đạo hắn mỉm cười gật đầu trên mặt tràn ngập vui vẻ chỉ cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn cửa ải thứ nhất trước đó Thái Uyên Lâu đã thắng. Ván đầu tiên ở cửa thứ hai, đối thủ may mắn chiến thắng. Nhưng nếu như ván thứ hai hắn chiến thắng mà nói, coi như đã hỏa nhau. Chỉ cần ván thứ ba thắng là Thái Uyên Lâu có thể thắng lợi toàn cục. Cửa hàng kia của Visa sẽ đổi chủ, trở thành sản nghiệp của Vương Đình Đại Phiệt hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Đằng cảm thấy như trong lòng mình nở hoa. Dẫm đạp Visa, đánh vào mặt mũi Vương Đình Đại Phiệt, thuận tiện còn có thể đoạt được cửa hàng của Visa ở phố Thân Nông đây quả thực là một mũi tên hạ ba con chim a nếu như nói trước khi đánh cuộc bắt đầu vương đằng còn có chút ít nghi kỵ cảm thấy visa đưa cửa hàng ra đánh cuộc có chút bất thường như vậy giờ khắc này hắn đã tin chắc rằng đây tuyệt đối là visa cố ý giả thần giả quỷ muốn buộc vương đằng hắn nhượng bộ chèn ép sĩ khí thái uyên lâu của hắn hừ loại thủ đoạn giả thần giả quỷ này cũng muốn hù dọa vương đình đại phiệt ta visa các ngươi quá đề cao chính mình rồi trong lòng vương đằng khinh thường, chỉ cảm thấy visa này hô to gọi nhỏ. Bằng không thì chỉ cần là người đầu óc hơi tỉnh táo một chút, cũng không đem cửa hàng duy nhất của visa ở phố thần nông ra đánh cược. Chỉ là một thế gia cửu cấp, đánh cuộc với vương đình đại phiệt. Đây không phải là tự mình muốn chết sao. Trong lòng vương đằng đắc ý, thắng lợi trước mắt, cơ hồ là dễ dàng như trở bàn tay. Loại cảm giác thành tựu, đắc ý như vậy tựa như đứng trên cao nhìn về phía xa, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng thoải mái. Trong lúc đắc ý, hắn nhịn không được mà nhìn về phía Cơ Tam công tử. Hắn rất muốn nhìn một chút giờ phút này Cơ Tam công tử có biểu lộ thế nào. Chỉ là khiến cho Vương Đằng, thật không ngờ chính là Cơ Tam công tử kia lúc này có biểu lộ kỳ lạ, giống như suy nghĩ linh tinh, không ngờ lại không quan tâm tới ván bài này. Chương 1296, Khống Hỏa thuật kinh diễm 2. Cơ lão tam này chẳng lẽ đã tuyệt vọng rồi? Vương Đằng nhìn thấy bộ dáng này của Cơ Tam công tử, trong lúc nhất thời cũng sững sờ nhìn lại phụ tử vi gia, nhất là vi thiên tiếu, sắc mặt phát khổ, gần như sắm quét. Loại vẻ mặt này khiến cho vương đằng phi thường hả giận. Vi thiên tiếu, ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Vương đình đại phiệt ta đã cho vi gia ngươi cơ hội, ngươi lại không biết thời thế, còn đối nghịch với vương đình đại phiệt ta. Quả nhiên là kẻ không biết thức thời. Tâm tình đắc ý của vương đằng cũng ảnh hưởng tới phụ tử đồng gia chủ, ảnh hưởng tới cơ hồ tất cả thủ hạ bên này. Hiển nhiên, trong mắt Thái Uyên lâu bên này, ván này coi như bọn họ đã thắng. Ngay cả những người vây xem chung quanh, đại đa số người sau khi nhìn thấy Giang Trần chọn những tài liệu kia, cũng âm thầm thở dài. Mọi người vốn còn kỳ vọng Thái Uyên các làm ra kỳ tích. Thắng luôn cả hai ván trong đan vương đấu này, sáng tạo ra một kỳ tích vang dội A. À. Hiện tại xem ra, kẻ mạnh cuối cùng vẫn là kẻ mạnh, kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Chân lung thiên cương đan cục, cuối cùng chỉ là một ít ngoài ý muốn. Dưới sự chú ý của mọi người, Giang Trần đã quên bên ngoài còn vô số người vây xem chung quanh, hắn đã triệt để dung nhập vào trong thế giới đan đạo của mình. Thủ đoạn của quỷ đan lưu, người bình thường căn bản không hiểu, cũng không rõ ràng lắm. Mà Giang Trần, mạch suy nghĩ của hắn lại cực kỳ rõ ràng. Thời gian một giờ vô cùng gấp gáp, lúc này Giang Trần không có che giấu thực lực, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thần thông khống hỏa, Giang Trần nắm giữ không biết bao nhiêu loại. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc che giấu, Giang Trần dùng cửu cửu quy chân hỏa, Lúc trước hắn và Thân Tam Hỏa thi đấu ở Đan Kiền Cung, hắn đã dùng thủ đoạn này khiến cho Thân Tam Hỏa triệt để phục. Cửu Cửu Quy Chân Hỏa này là loại phương pháp điệp ra, chỉ cần lực điều khiển rất nhỏ, cùng với năng lực hiểu rõ cấu tạo. Giang Trần chơi cái Cửu Cửu Quy Chân Hỏa này, kiếp trước, kiếp này không biết đã dùng bao nhiêu lần. Nếu như không phải cân nhắc tới vấn đề thời gian, hắn vốn còn không định dùng thủ đoạn Cửu Cửu Quy Chân Hỏa này. Nhưng mà thời gian cấp bách, phải tăng hỏa hầu lên phạm vi lớn. Hơn nữa, quỷ đan lưu cũng không bài xích thủ đoạn khống hỏa này, trái lại, quỷ đan lưu còn đặc biệt hoan nghênh loại thủ đoạn khống hỏa này. Khi Giang Trần thi triển thủ đoạn khống hỏa này, hai mắt Dục Đan Vương tỏa sáng. Trước đó Dục Đan Vương vẫn còn vì sự lựa chọn tài liệu của Giang Trần mà cảm thấy thở dài, thoáng cái dường như hắn đã nắm bắt được chỗ bất đồng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về thần thông khống hỏa này là, Dục Đan Vương đã có cảm giác kinh diễm. Chọn linh dược bình thường, thủ đoạn khống hỏa kinh người. Cảnh tượng trước sau xuất hiện, Tương phản quá lớn, khiến cho tâm tình của Dục Đan Vương thay đổi nhanh chóng, trong lúc nhất thời quả thực không thể kết luận được về vị Đan Vương trẻ tuổi này. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Trong sự lựa chọn dược liệu bình thường này của hắn lại ẩn chứa đại trí tuệ, Dục Đan Vương cũng không phải là tiền bối Đan Đạo không coi ai ra gì, cũng không phải hắn đã là Đan Vương cửu cấp mà coi thường tất cả. Trái lại, hắn đối với Đan Đạo vẫn tràn ngập lòng nhiệt huyết như trước, đối với tri thức Đan Đạo mới lạ vẫn tràn ngập khát khao như cũ. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy thủ đoạn khống hỏa mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tự nhiên hai mắt Dục Đan Vương phải tỏa sáng rồi. Chân Đan Vương này xem ra quả nhiên đã được danh sư nổi danh chỉ điểm. Thủ đoạn khống hỏa này nhìn qua đã thấy bất phàm. Lão phu đi khắp bát vực, đã luận bàn cùng với bao nhiêu cự đầu đao đạo, thế nhưng chưa từng thấy qua thủ đoạn đan đạo như vậy. Chỉ là không biết sư thừa của Chân Đan Vương này là ai, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời Dục Đan Vương đối với xuất thân của Giang Trần tràn ngập hiếu kỳ. Đồ đệ đã như vậy, sư phụ không biết sẽ cường đại tới mức nào dục đan vương không thể không thừa nhận chân đan vương của visa này lão sư đan đạo của hắn nhất định là cường giả đan đạo còn cường đại hơn hắn rất nhiều tuyệt đối là đan đạo đại đế dực đan vương thậm chí còn có chút hâm mộ giang trần thủ đoạn khống hỏa của giang trần bày ra cũng khiến cho những người nhận định hắn thất bại kia thoáng cái lại bắt đầu do dự tuy rằng mọi người chưa hẳn đều là thiên tài đan đạo thế nhưng thủ đoạn cao thấp ra sao vẫn có thể nhìn ra được Ít nhất, thủ đoạn khống hỏa của chân Đan Vương visa này ngay cả Đan Vương cấp cao cũng chưa chắc có thể chơi tới cấp bậc như vậy. Không thể tưởng tượng được, visa lại mời tới một thiên tài khống hỏa. Người vây xem chung quanh cũng âm thầm giật mình. Ngay cả Vi Thiên Tiếu cũng biết một màn này vô cùng kinh diễm, trong lúc nhất thời quên đi cảm giác so đo được mất trong lòng. Vương Đằng đang đắc ý nhìn thấy thủ đoạn khống hỏa của Giang Trần cũng nhướng mày, tiểu tử này cũng không phải đồ bỏ đi, xem ra thủ đoạn khống hỏa quả thực đã được danh sư chỉ điểm trong lòng vương đằng hơi có chút kinh ngạc thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy rằng chỉ bằng vào thủ đoạn khống hỏa là có thể thắng được trận này dù sao luyện đan cuối cùng vẫn là tổng hợp nhiều thứ cho dù khống hỏa rực rỡ tốt thế nào nếu như không thể luyện chế ra đan dược cao dai như vậy ván này nhất định phải thua không thể nghi ngờ cho nên mặc dù vương đằng có chút nghi ngờ trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh ngược lại chín vị trọng tài đan vương kia giờ phút này đều quên nhìn vinh đan vương phát huy hiển nhiên tài liệu mà vinh đan vương chọn kể cả thủ pháp luyện chế đều là thủ đoạn thông thường đổi lại là đám trọng tài bọn họ vào thế chỗ cũng sẽ luyện chế như vậy quá trình đều không sai biệt lắm khác biệt là thủ pháp ai cao minh hơn một ít mà thôi cũng không có gì đặc biệt để chờ mong mà chân đan vương của visa này hoàn toàn bất đồng người ta lựa chọn dược liệu bình thường là không ngờ tới thế nhưng mà thủ đoạn khống hỏa lại kinh diễm vô cùng có người có thủ đoạn khống hỏa như vậy sao Người đó sẽ không hiểu chuyện mà chọn dược liệu thấp như vậy sao? Bọn họ cảm thấy điều này là không có khả năng. Cho nên tất cả mọi người mới có suy nghĩ khác, nhìn xem chân đan vương của visa này rốt cuộc có gì mới lạ hay không, còn có thứ gì khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng hay không. Giang trần ở phương diện đan đạo từ trước tới nay chưa từng khiến cho người ta thất vọng. Tuy rằng trước mắt chỉ là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng vấn này lại có thể nói là kỹ thuật vô cùng cao, khiến cho đám người xem mở rộng tầm mắt. Khi Giang Trần lựa chọn dược liệu, tất cả mọi người cảm thấy bình thường, đó là bởi vì khi đó mọi người còn chưa nhìn ra một chút môn đạo nào. Nhưng mà thủ đoạn khống hỏa của Giang Trần vừa mới xuất hiện, người trong nghề có thể nhìn ra môn đạo. Chương 1297, Tam Sinh Đan 1. Mà kế tiếp, thủ đoạn của Giang Trần cũng khiến cho người ta ngạc nhiên, sững sờ, bởi vì thủ pháp của Giang Trần hoàn toàn thoát khỏi con đường thông thường. Tài liệu đưa lên cơ hồ nhìn không ra kết cấu gì, chợt nhìn càng giống như tùy ý ném vào bên trong đỉnh vậy. Nhìn qua thủ pháp tùy ý của Giang Trần kia, ngay cả Dục Đan Vương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu. Đây rốt cuộc là luyện chế đan dược gì? Trong khoảng thời gian ngắn Dục Đan Vương nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Loại thủ pháp này nhìn qua cảm thấy lộn xộn, căn bản không nhìn ra một chút gì. Lại nói, khi luyện chế đan dược, lúc nào đưa tài liệu vào, khống chế hỏa hầu thế nào đều có trình tự nghiêm ngặt. Nắm bắt thời cơ, khống chế hỏa hầu tuyệt đối vô cùng quan trọng, tinh vi thủ pháp tùy ý như vậy, nếu để cho những đan vương cứng nhắc kia nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên sẽ vô cùng không tốt. Đây không phải là thái độ khi luyện đan a, à. đây quả thực là đang chơi đùa. Nhưng mà sau khi xem một hồi, Dục Đan Vương lại cảm thấy ở bên trong thủ pháp lộn xộn của Giang Trần, kia dường như ẩn chứa một ít thứ gì đó. Những tài liệu này ném vào, thoạt nhìn tuy rằng lộn xộn, kỳ thực vẫn có chú ý, cũng không phải là thực sự ném một bó to vào bên trong dược đỉnh. Vẫn có trình tự chỉ là người bình tho VKFNG nhìn vào không hiểu cái trình tự này mà thôi. Chân đan vương này có thủ pháp kỳ lạ, nhưng vẫn còn có chút quy luật. Mỗi một lần, trình tự mà hắn đưa vào đều là linh dược thuộc tính thổ trước, sau đó mới là linh dược thuộc tính mộc, sau đó là linh dược thuộc tính hỏa. Cứ như vậy tuần hoàn ba lượt, tổng cộng 9 loại tài liệu. Ồ, thủ đoạn luyện đan này quả thực kỳ lạ. Chỉ có 3 loại tài liệu thuộc tính, chẳng phải sẽ vô cùng đơn điệu hay sao? Thuộc tính đơn điệu như vậy tại sao có thể dung hợp được cơ chứ? Dục Đan Vương xem như kiến thức nửa vời, tuy rằng hắn chưa nhìn qua bất luận một chi tiết tỉ mỉ nào, nhưng nhìn vào lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không tìm được manh mối. Dục Đan Vương, chân Đan Vương của Thái Uyên các này luyện chế loại đan dược gì vậy? Một tên Đan Vương trọng tài bên cạnh ghé đầu qua, thấp giọng hỏi. Mấy tên trọng tài khác cũng vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên, thủ đoạn cổ quái của Giang Trần khiến cho những trọng tài này trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn không thấu. Dục Đan Vương gãi gãi mái tóc trắng, cười khổ nói ta nhìn cũng không hiểu thủ pháp này của hắn chọn linh dực đều có tính phá vỡ nếu như không phải đùa mà nói lão phu lại nghĩ tới một loại lưu phái gần như thất truyền quỷ đan lưu một gã đan vương bên cạnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nghe thấy ba chữ quỷ đan lưu những đan vương trọng tài khác cũng biến sắc đây chính là đan đạo lưu phái gần như truyền thuyết a cái lưu phái này từ xưa tới nay đều có truyền lưu nhưng mà có thể nói chân chính là đan sư quỷ đan lưu mà nói lại ngàn năm khó gặp trên thị trường cũng có một ít tác phẩm của Quỷ Đan Lưu, nhưng đa số đều chỉ giống bề ngoài mà không giống thần thái. Tên gọi là Quỷ Đan Lưu, thế nhưng lại không có tinh hoa của Quỷ Đan Lưu. Tùy tùng của Quỷ Đan Lưu rất nhiều, thế nhưng chính thức được gọi là đan sư của Lưu phái này mà nói, lại ít tới đáng thương. Rất nhiều đan sư chỉ tham khảo thủ pháp của Quỷ Đan Lưu, hoặc là học được một ít gia lông của Quỷ Đan Lưu. Căn bản không tính là Quỷ Đan Lưu thuần túy. Thế nhưng mà dù vậy, quỷ đan lưu với tư cách là lưu phái thần bí trong đan đạo, như trước vẫn có danh dự cực cao trong thế giới đan đạo. Tuy rằng một ít lưu phái đan đạo truyền thống, đối với quỷ đan lưu không coi trọng cho lắm, cảm thấy quỷ đan lưu là bàng môn tà đạo, căn bản không thể trở thành lưu phái chủ lưu. Loại bài xích này, loại kinh thường này cũng có thể lý giải được. Bởi vì thần uyên đại lục, gần ngàn năm qua, cơ hồ không có đại sư quỷ đan lưu xuất hiện, chính thức có thể nói là đan vương quỷ đan lưu cũng không có mấy, chứ đừng nói là đan đạo đại đế quỷ đan lưu. Cho nên, quỷ đan lưu ở trong thần uyên đại lục gây ra tranh cãi rất lớn. Người sùng bái quỷ đan lưu, sùng bái không được, ghét bỏ quỷ đan lưu, lại coi quỷ đan lưu là lưu phái không đáng một xu. Đương nhiên, đại bộ phận cường giả đan đạo đều không có nghĩ như vậy. Bọn họ trung quy cũng hấp thu một ít tư duy của quỷ đan lưu, nhưng cũng không sùng bái quỷ đan lưu mù quáng, càng không tới mức không coi quỷ đan lưu là gì. Giờ phút này nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Giang Trần như vậy, lại bị Dục Đan Vương nhắc nhở một câu, trong lòng mọi người như bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải là Quỷ Đan Lưu, thiên hạ nào có thủ đoạn luyện đan hiếm thấy như vậy. Nghe đồng, Quỷ Đan Lưu am hiểu nhất là hóa mục nát thành thần kỳ, dùng linh dược cấp thấp luyện chế ra đan dược cao cấp. Không biết chân đan vương này có thể sáng tạo ra loại kỳ tích này không? Trong chín trọng tài, có hai người là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quỷ Đan Lưu, người mở miệng là một đan vương bát cấp. Hừ, những năm gần đây, bao nhiêu hậu bối đan đạo tự xưng là Quỷ Đan Lưu, thế nhưng người chính thức có thể xứng với nó lại có mấy người. Cái gọi là quỷ đan lưu cuối cùng chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi. Có người ủng hộ cùng nhiệt, tự nhiên cũng có phần tử ngoan cố, bài xích quỷ đan lưu. Hắc hắc, triệu đan vương, cách suy nghĩ này của ngươi đã không theo kịp thời thế rồi. Quỷ đan lưu giả đương nhiên là không ra gì, nếu như là quỷ đan lưu thực, nhất định sẽ là đại tài danh chấn thiên hạ. Vị đan vương lúc trước ủng hộ quỷ đan lưu cùng nhiệt, nghe nói có người hạ thấp quỷ đan lưu như vậy, lập tức mất hứng phản kích đại tài, triệu đan vương kia cười lạnh, vậy mỏi mắt mong chờ, xem hắn có thể làm nên cho chống gì. Quỷ đan lưu, hắc hắc, dực đan vương cũng không giống như bọn họ, có lập trường rõ ràng, thứ hắn chú ý chính là kỹ xảo của bản thân. Dùng góc độ của dục đan vương mà xem xét, chân đan vương của visa này chỉ sợ là thiên tài thực sự, cũng không phải là loại người phô trương thanh thế. Thời gian một giờ kỳ thực không dài, thế nhưng lại vô cùng gấp gáp, khiến cho lòng người bắt đầu lo lắng kể cả đám người trọng tài lúc này cũng vô cùng hy vọng biết rõ kết quả. Thủ pháp luyện chế của quỷ đan lưu ở Lưu Ly Vương thành 10 năm khó gặp. Cho dù có một ít tác phẩm của quỷ đan lưu hiện thế, những đan sư sau lưng cũng tuyệt không công khai quá trình luyện chế. Thủ đoạn của quỷ đan lưu bọn họ đều coi trọng sự riêng tư, bình thường không có khả năng để cho người khác xem đơn giản như vậy. Như hôm nay mà nói, để cho bọn họ công khai quan sát, quả thực cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà cho dù bọn họ nhìn như vậy, đừng nói là chỉ nhìn một lần, cho dù nhìn mười lần, trăm lần, cũng chưa chắc có thể phá giải thủ pháp luyện chế của người ta. Dù sao, những thủ pháp này ẩn chứa các loại chi tiết không thể nhìn thấy, tỉ mỉ, không được chỉ điểm kỹ càng, muốn học trộm cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Chương 1298, Tam Sinh Đan 2. Thời gian trôi qua, một giờ cũng dần dần hết. Giang Trần tiêu hao rất lớn, thế nhưng tất cả coi như thuận lợi, rốt cuộc tiến vào giai đoạn quan trọng. Giang Trần cũng không dám buông lỏng, hai tay vô cùng thành thục đánh ra thủ quyết, nằm ngón tay như bay, các loại thủ quyết không ngừng. Tam sinh đan này thông thường thời gian luyện chế cần ít nhất 2-3 thời thần, hôm nay rút ngắn xuống còn một thời thần, tiêu hao quả thực rất lớn. Giang Trần có chút cảm giác mệt mỏi, nhưng mà trong lòng của hắn lại rất nhẹ nhõm, hắn có một loại dự cảm, tự mình luyện chế một lò tam sinh đan này, chắc có lẽ không kém. Đương nhiên hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn, loại phương pháp rút ngắn thời gian luyện chế này, tiêu hao quá lớn, sau này nên ít thử thì hơn chậm rãi dập tắt một đạo hỏa diễm cuối cùng nhiệt độ của thâu thiên đỉnh dần dần hạ xuống sương mù có ba loại màu sắc khác nhau bốc lên giang trần nhìn qua màu sắc của sương mù thuận phong nhĩ nghe tiếng đan minh trong đỉnh giang trần biết rõ lần mạo hiểm luyện chế này của hắn cuối cùng cũng thành công đợi sau khi thâu thiên đỉnh triệt để nguội lạnh sáu quả tam sinh đan giống như mỹ ngọc tản ra sinh cơ bừng bừng hai mắt giang trần tỏa sáng cấp bậc của tam sinh đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một ít, tầng thứ này, cho dù không được coi là đan dược chuẩn địa cấp, vậy ít nhất cũng là chân thánh cấp đỉnh phong. Vinh đan vương bên kia cũng luyện chế hoàn tất cùng lúc. Nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt Vinh đan vương đã biết rõ hắn phát huy không tồi. Quả nhiên Vinh đan vương đi về phía trọng tài trước. Chư vị đại nhân, Vinh mỗ may mắn luyện chế mấy khoảng ngọc tủy đan chân thánh cấp. Mời chư vị đại nhân bình luận. Vinh đan vương đưa đan dược tới trước. Đám trọng tài này hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi bọn họ nhìn thấy dược liệu mà Vinh Đan Vương chọn đã suy đoán ra được đan dược mà Vinh Đan Vương muốn luyện chế là Tủy Ngọc Đan. Tủy Ngọc Đan này là đan dược chân thánh cấp, phẩm chất ít nhất cũng là chân thánh cấp sơ giai, nếu như phẩm chất tốt một chút có thể coi như là chân thánh cấp cao giai. Kỳ thực Ngọc Tủy Đan cũng là đan dược khôi phục nguyên khí, giá cả cũng thông thường, rất nhiều cường giả thánh cảnh đều sử dụng. Đan dược dùng cho cường giả thánh cảnh chỉ là đối với cường giả thánh cảnh từ thánh cảnh tứ trọng tới thánh cảnh, lục trọng cũng có thể miễn cưỡng dùng ngọc tủy đan khôi phục nguyên khí. Nếu như là cường giả thiên thánh cảnh, ngọc tủy đan lại không đủ dùng. Đương nhiên, ngọc tủy đan này cũng có phiên bản cao cấp, gọi là ngọc tủy kim đan. Ngọc tủy kim đan là phiên bản thăng cấp của ngọc tủy đan, chuyên môn luyện chế cho cường giả thiên thánh cảnh sử dụng. Thậm chí một ít cường giả bán bộ hoàng cảnh cũng hoàn toàn có thể dùng tới. Nghe nói cường giả hoàng cảnh sơ giai, nếu như tình hình kinh tế eo hẹp mà nói, hơn nửa sẽ dùng ngọc tủy kim đan. Một khỏa không đủ thì đồng thời phục dụng hai khỏa, hiệu quả cũng không tệ. Đương nhiên, ngọc tủy đan và ngọc tủy kim đan tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng mà tranh lệch lại rất lớn. Một khỏa ngọc tủy đan của Vinh Đan Vương bị hạn chế về mặt thời gian nên hiển nhiên không đạt tới trình độ hoàn mỹ, không tính là cực phẩm, tinh khiết không tì vết. Mấy trọng tài xem qua, ý kiến vẫn tương đối thống nhất, đều cảm thấy nhiều lắm chỉ có cấp độ chân thánh cấp trung giai mọi người đem ý kiến của mình nói với dục đan vương dục đan vương cảm thấy cũng không có gì là không ổn mở miệng tuyên bố vinh đan vương của thái uyên lâu luyện chế ra tủy ngọc đan đan dược đẳng cấp chân thánh cấp trung giai dục đan vương vừa mới dứt lời bên thái uyên lâu vui mừng hoan hô chân thánh cấp trung giai đây đã là giá trị cao nhất mà bọn họ kỳ vọng dù sao tài liệu có hạn thời gian có hạn vinh đan vương không hổ là đan vương lục cấp trong thời gian một giờ ngắn ngủi có thể làm được một bước này quả nhiên là hóa mục nát thành thần kỳ trong lúc nhất thời người thái uyên lâu bên này nhìn về phía thái uyên các tràn ngập châm chọc và đùa cợt nhất là khi nhìn về phía phụ tử vi gia chân thánh cấp trung giai thái uyên các các ngươi lấy gì ra so tuy rằng còn chưa thấy được tác phẩm của đan vương thái uyên các thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thái uyên các nhất định phải thua không thể nghi ngờ đừng nói là người bên phía vương đằng coi như là người xem náo nhiệt bốn phía nhìn thấy vinh đan vương trong vòng một giờ ngắn ngủi luyện chế ra đan dược chất lượng tốt bực này trong lòng đều nhận định Thái Uyên Lâu sẽ thắng. Ngay cả phụ tử Vi Gia, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn qua Giang Trần. Vẻ mặt Giang Trần vô cùng tự nhiên, nhàn nhạt đứng dậy, đem tam sinh đan mà hắn luyện chế, chọn lựa ra khỏa có tư chất tối ưu nhất, đưa lên trên. Đan vương đại nhân, khỏa đan dược này gọi là tam sinh đan. Tam sinh tuần hoàn, thổ sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tam sinh tuần hoàn, dùng nguyên liệu linh dược thánh cấp, truy cầu đan dược phẩm chất chuẩn địa cấp, xin bình luận cũng không phải giang trần sợ những trọng tài này không biết nhìn hàng mà là hắn không xác định những trọng tài này có thể nhận ra được tam sinh đan hay không giới thiệu đơn giản một chút ít nhất có thể khiến cho những trọng tài này biết được đan dược này có tác dụng ở đâu hạch tâm là cái gì quả nhiên hắn vừa mới lên tiếng biểu hiện trên mặt đám người dục đan vương biến đổi mà người vây quanh biểu lộ cả kinh khó hiểu ngay cả vương đằng trong lòng cũng rung động trong lúc vô ý cảm thấy giang trần này đang thổi ra bỏ khoác lác dùng linh dược thánh cấp truy cầu đan dược chuẩn địa cấp muốn thổi ra châu cũng thổi quá lớn a à, trên thánh cấp là chân thánh cấp trên chân thánh cấp mới là địa cấp dùng linh dược thánh cấp muốn vượt liền hai cấp luyện chế đan dược địa cấp đây quả thực chính là điều vô nghĩa khoác lác cũng không biết đường khoác lác dù sao vương đằng cũng là thiếu phiệt chủ tuy rằng không tin thế nhưng lại không tiện ngang nhiên mở miệng nghi vấn nhưng mà phụ tử đồng ra lại không cố kỵ như vậy bọn họ là người dưới chứng vương đình đại phiệt Lúc này cần phụ tử bọn họ đi ra, đương nhiên bọn họ sẽ không lùi bước. Gia chủ Đồng Tiên Uy của Đồng gia cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cũng dám lớn tiếng như vậy sao? Coi như là Đan Vương đại nhân là Đan Vương, đỉnh cấp cũng không dám nói nhất định có thể dùng linh dược thánh cấp luyện chế ra đan dược chuẩn địa cấp A, ngươi cho rằng Đan Vương đại nhân là tiểu hài tử 3 tuổi, có thể bị ngươi lừa gạt sao?" Đồng Côn cũng lớn tiếng nói, "Cũng không biết là kẻ ở nơi thôn dã nào, lại dám dương oai ở giới đan dược của Lưu Ly Vương thành ta?" ngươi cho rằng giới đan dược lưu ly vương thành ta không có người sao phụ tử này kẻ sướng người họa có thể nói là tự thân ra trận vì vương đình đại phiệt